Rồi mấy em có câu hỏi gì không? Tại vì bây giờ là 6 giờ 29 phút nhưng mà thầy chưa có dám dạy liền ha. Ừ. Ở đây là có ai coi coi hết clip của thầy luôn rồi chưa? Đâu, bạn Nguyễn Phúc Khải là coi hết clip của thầy luôn chưa? Coi hết clip mà M là điều khiển M là đã nắm được chưa? Giờ đang có thứ cái chỗ và vô cái phần lòng trên MATLAB này, trong cái phần điều khiển mà lòng trên MATLAB này. Có nghĩa là bạn coi cái clip điều khiển M cơ bản rồi đúng không? Ừ, em coi rồi rồi em có hiểu cái hàm liên thuộc là gì, có hiểu cái M quá ngõ vào, M quá ngõ ra, luật M khai báo như thế nào, là đã trên MATLAB là đã hiểu rồi đúng không? Rồi có thử làm một chương trình M trên MATLAB chưa? Theo cái clip hướng dẫn đã làm thử chưa? Dạ, có đoạn làm theo tới cái đoạn mà sau khi để sang cái phần mở hóa mở ra với mở bộ mở bộ với mở ra mới lập ra. À, và làm chạy ra được scope luôn chưa, chạy ra cái dao động ký để mà coi cái đáp ứng luôn chưa Chưa. chưa hả? À, nếu như vậy thì cứ làm tiếp đi, cứ làm tiếp đi, nhưng mà như vậy là tốc độ là hơi chậm rồi đó nha, hơi chậm rồi đó, cẩn thận. Rồi như bữa trước thầy nói với mấy em vậy đó, là mấy em coi cái clip điều khiển mờ, mấy em coi lớp đi, clip điều khiển mờ, những clip mà thầy gửi, chỗ nào không hiểu thì mấy em có thể hỏi thầy. Chứ bây giờ thì thầy đang giảng chung cho nhóm ha, thầy quay phim cái buổi họp này của mình lại rồi, thì bây giờ em nào mà chưa hiểu á, mà còn ngại không phát biểu trước lớp được á, thì chút nữa hết cái clip này, hết cái trao đổi nhóm chung này, thì thầy sẽ trao đổi riêng với từng nhóm, thầy sẽ trao đổi riêng với từng nhóm, thì khi mà thầy trao đổi riêng với nhóm này thì nhóm khác cũng có thể vô nghe, không vấn đề gì hết ha. Nhưng mà ưu tiên cho những bạn trong cái nhóm, ví dụ như thầy học chung lớp như vậy nè, thì thầy xác định là giảng những cái gì chung chung hết, rồi sau đó thầy hỏi mấy em có ý kiến gì không. Nếu không có ý kiến gì thầy sẽ vô nhóm một, thầy hỏi trước, thầy sẽ nhắn ở trên cái Facebook á, thầy nhắn trên cái nhóm của Facebook là báo là nhóm một online đi, thì thầy sẽ trao đổi với nhóm một. Những nhóm khác cũng có thể trên Google Meet này để mà nói chuyện với thầy cũng được, nhưng mà sẽ ưu tiên nhóm một. Rồi hết nhóm một thì thầy sẽ kêu nhóm hai lên nói chuyện rồi trình bày kết quả của các bạn ha. Thì như các bạn coi clip điều khiển mờ xong rồi thì các bạn tiến hành điều khiển cái bồn nước. Các bạn điều khiển cái bồn nước cho thầy. Các bạn đã biết về khối mờ rồi đúng không? Đó. Cái này là cái sai số nè. Cái này là bộ điều khiển mờ nè. Còn đây là cái bồn nước của em. Đây là hệ bồn đơn. Bồn đơn là cái hệ đơn giản nhất. Làm xong cái hệ này rồi mình mới có thể tiến hành làm những cái hệ phức tạp hơn. À, cái này là cái tín hiệu đặt. Tín hiệu đặt là cái tín hiệu mực nước mình mong muốn mà nó đạt được. Còn đây là cái ngõ ra độ cao của mực nước. Thì H này nó phải bám với tín hiệu đặt thì nó đưa ra sai số E. Và mình mong muốn cái sai số E này là nhỏ nhất có thể. Thì cái bộ M này thầy khuyến khích nó là ngõ vào E và ngõ vào là đạo hàm của E. Khối đạo hàm ha, để ra E chấm chỗ này. Ngõ vào của khối M này nên là E và E chấm, ngõ ra là cái tín hiệu điện áp cấp cho cái máy bơm. Thì bây giờ mấy em hãy tìm cách xây dựng cái bộ điều khiển M này để nó điều khiển được cái bồn đơn. Và khi em điều khiển xong em sẽ thấy cái chất lượng hệ thống đó nó chưa tốt chỗ nào thì em hiệu chỉnh chỗ đó, thấy không? Hiệu chỉnh bên trong khối mờ cũng được, hoặc là cái khối mờ này nó được chuyển về cái tiền xử lý hậu xử lý, đó là khối mờ chuẩn chuẩn, và bên trong đó là đi vào cái này là có tiền xử lý hậu xử lý, có nghĩa là E này nó được đưa vào một cái khối gen nè. Rồi cái E chấm em qua đạo hàm ha, là DU chia DT.
em qua một cái khối đạo hàm DU chia DT, trong MATLAB nó có khối này, rồi em qua một cái khối gen khác đó, rồi ngõ ra này thay vì ra là cái điện áp thì em sẽ ra một khối gen nữa, rồi mới ra cái điện áp U. Bên trong cái khối điều khiển chuẩn này, bên trong cái khối chuẩn này á là các hàm liên thuộc nó được đưa về dạng là về một một trừ một vân vân hết, chẳng hạn như nó là không trừ một một ví dụ vậy, nó được đưa về chuẩn hết. Ngõ ra cũng vậy, ngõ ra là ví dụ như ra nhiều thứ không biết bao nhiêu mà kết trừ một với một hết, nó giới hạn hai đầu là trừ một tới một hết, là chuẩn đó, nó chuẩn, và mình chỉ việc điều chỉnh cái hệ số chỗ này thôi. Thì hệ số chỗ này là tiền xử lý nè, hệ số này là hậu xử lý nè, chứ mỗi lần mấy em điều khiển, mấy em cứ phải chui vô trong cái điều khiển, em phải khai báo một cái bộ bộ điều khiển mờ mới, nó rất là cực, cho nên mình cố gắng mình khai báo bộ điều khiển mờ này là một cái bộ chuẩn có giới hạn trừ một một trừ một một hoặc là không một, giới hạn như đoạn chuẩn như vậy thôi, và mình sẽ điều chỉnh tiền xử lý hậu xử lý. Thì như vậy thì mình mới dễ hiệu chỉnh được. Các bạn thấy không? Có nghĩa là từ trừ 1 tới 1 hết. Hoặc là từ 0 tới 1 hết. Bộ điều khiển chuẩn này là mình gần như không đổi, luật mờ gần như cũng không đổi. Thực ra là có thể thay đổi luật mờ, nhưng mà thay đổi luật mờ một lần thì bạn phải vô trong cái khối Fuji á, trong trong cái lệnh Fuji em lôi ra rồi em sửa rất là mất thời gian, thành ra cố gắng làm cái này thật chuẩn. Chuẩn xong rồi, chỉ hiệu chỉnh tiền xử lý, hậu xử lý thôi. Thì đây là cái bài tập của em, bài tập đầu tiên khi mà điều khiển mờ. Mấy em có thắc mắc gì không? Có thắc mắc gì không? Tại vì nếu mà em không có thắc mắc gì hết thì thầy sẽ bắt đầu thảo luận với từng nhóm ha. Có ai có thắc mắc hả? Rồi nếu vậy thì ok, mình sẽ thảo luận với từng nhóm. Thầy thảo luận với nhóm 1 thì nhóm 2, nhóm 3 cũng cứ thể ngồi nghe không vấn đề gì hết. Nhưng mà sợ làm như vậy thì nó phân tâm trong cái chuyện làm bài tập của mấy bạn thôi. Rồi, nhóm 1 có đây không? Mấy em mà sợ bị rối trí lúc làm thì mấy em có thể out, không vấn đề gì hết. Rồi thầy vô trong cái group chat á, thầy nhắn là online đi. Thì thầy nhắn nhóm nào nhóm đó vô. Còn em nào mà ở đây ngồi nghe á, thì sợ mấy em làm bài tập nó sẽ bị phân tâm. Nhưng mà nếu chịu khó ngồi nghe thì cũng tốt, chứ không vấn đề gì hết. Ha. Nhóm 1 có đây không? Thầy nhắn ở bên group chat rồi này mà không thấy trả lời gì hết nè. Đây nè, nhóm 1 mà không thấy trả lời gì hết nè. Nhóm 1 có đây không? Thôi được rồi, nhóm 1 không có đây thì thầy qua nhóm 2 nha. Thầy ơi, cho bọn em chờ 5 phút ạ, vì em đang có tí việc ạ. Em đã có tí việc hả? Thôi được rồi, Dạ vậy thì vâng. thầy nói chuyện với nhóm 2 trước ha, chừng nào mà nhóm 1 mà xong việc thì nhóm 1 cứ vào cái Google Meet ha, nhóm 1 cứ vào Google Meet rồi đợi, rồi báo với thầy biết là nhóm 1 vô rồi thì thầy trao đổi với nhóm 2 xong thầy sẽ nói chuyện với nhóm 1 ha. Dạ vâng ạ. Ừ rồi ok. Rồi nhóm 2 online được chưa? Nhóm 2 có trên Google Meet không?
Và nhóm 2 lên Google Meet đi. Alo, nhóm 2 có đây chưa? Đây có đây ơi. Rồi, nhóm 2 coi clip hết chưa? Bây giờ cho thầy hỏi. Mấy em đã tạo cái sơ đồ khối Simulink như thế này gì cũng cho hệ bồn nước chưa? Chưa rồi ạ. Chưa hả? Như vậy là mấy em đã coi clip điều khiển cơ bản ổn định đồ điều khiển mờ rồi. Mấy em đã làm thử cái điều khiển tốc độ quạt rồi tốc độ quạt khi mà trong phòng ngoài phòng nữa chưa, tạo khối mờ trên MATLAB Simulink chưa? Có ai trong nhóm đã làm cái đó chưa? Alo. Không, nếu chưa xong thì cứ nói với thầy chưa xong, không vấn đề gì hết, để thầy biết cái tình trạng của lớp mình chứ không có vấn đề gì. Đừng có Nhớ ngại. hay nhiều khi mình coi leo thầy mà kiểu như kiểu kỹ thuật này thầy mới á, tụi em coi đêm thầy học coi xong rồi kiểu không không hiểu lắm gì mà làm theo không Hiểu. được. Em coi không Khoan, hiểu. không, khoan, coi clip nào mà không hiểu? Coi clip điều khiển mờ cơ bản chưa? Xem mấy cái clip nó ồn lắm đấy, em đeo tai nghe mà nhiều nhiều clip nó ồn quá không nghe rõ gì hết. Vậy hả? Lúc Em đeo đó có cái thời clip điểm nó ồn gì ấy. Không. nhưng mà cái chỗ em nghe nó có yên tĩnh không? Nếu mà cái chỗ em nghe mà nó yên tĩnh, em bật tai nghe em chịu khó nghe thì nghe được mà. Em đeo tai nghe mà nó ồn ồn nó sao nhãng lắm đấy, xem nó sao nhãng lắm. Thôi được rồi, Nguyễn Văn Phú này, cho thầy hỏi cái là nói chung cái này mấy em phải cố gắng thôi, những bạn khác họ nghe được mà, những bạn khác họ nghe, họ bình luận ở dưới họ nói họ nghe được mà, thành ra cái này em phải cố gắng thôi, thấy Dạ vâng, dạ vâng. không? Em phải xem. Nhưng mà nói chung em đã hiểu tiền xử lý, hậu xử lý rồi hàm liên thuộc rồi chưa? Phú, hay là chưa hiểu gì hết, bây giờ mới bắt đầu coi tập trung để hiểu. Em mới coi tập trung để hiểu thôi. Rồi thôi được rồi, ok. Phú nói gì để thầy biết tình hình nhóm là được rồi. Vậy thì em phải coi tiếp, nói chung là cái này mình phải khắc phục nha Phú. Tại vì thiệt ra là bạn bè mình nó coi nó hiểu, nó bình luận comment ở dưới nó hiểu tốt mà. Thành ra là cái này mình phải cố gắng thôi nha. Ừ. Rồi nhóm 2. Nhóm 2 có câu hỏi nào không? Nguyễn Phúc Khải có phải nhóm 2 không ạ? Dạ không ạ. Nếu gì Nguyễn Phúc Khải đợi thầy xíu nha. Rồi, nhóm 2 có câu hỏi nào không em? Nói chung nếu mà em không coi clip được mà do clip ồn thì buộc phải khắc phục thôi, không có cách khác. Nhưng mà nói chung có thể là mấy em chưa có thời gian coi clip nhiều và chưa có thời gian mà mô phỏng MATLAB đó, nhưng mà cái clip điều khiển mờ cơ bản đó mà em phải làm hai cái bài mô phỏng, trong đó điều khiển tốc độ quạt. Khi mà em làm được cái tốc điều khiển tốc độ quạt rồi, mấy em biết cách xây dựng MATLAB Simulink rồi thì mới làm cái bài tập này của thầy được. Thôi được rồi, nhóm 2 có câu hỏi nào không? Nếu không có câu hỏi nào thì phải coi clip thôi, phải coi clip đó lại chứ bây giờ thầy không có giảng cái đó được nữa. Được chưa? Clip 2 nhóm 2 ok chưa? Dạ, để em coi clip thế này. Cố gắng coi clip thôi ha. Dạ. Có thông tin nào mới coi xong clip rồi và chỗ nào không hiểu, vào group chat của lớp mình nhắn là em không hiểu clip đó ở chỗ nào, rồi thầy sẽ trao đổi trong group chat để mà thầy nói chuyện với em ha. Rồi đừng có sợ không gì hết ha. Rồi vậy thôi, nhóm 2 kết thúc nha. Rồi rồi bây giờ bạn là Nguyễn Phúc Khải đâu, online đi em. Phúc Khải hỏi gì thầy nè? Dạ, mấy cái video mà thầy sắp xếp theo thứ tự clip 1, clip 2, clip 3 á thầy. Cái đó là được sắp xếp theo thứ tự nên coi theo thứ tự đó hả thầy? Ở trong playlist là nó đã sắp xếp theo thứ tự, coi theo thứ tự đó là tốt nhất. Nhưng mà có điều á là bài tập của khóa trước với bài tập của khóa sau thầy sẽ hiệu chỉnh để không giống nhau. Cho nên những clip nào mà nói đến bài tập 1, bài tập 2 gì đó thì mấy em bỏ qua, đừng coi, chỉ coi những clip mà nó hướng dẫn về lý thuyết hoặc là hướng dẫn về MATLAB, làm theo nó. Được không thầy? Đấy là ở trên trên cái trang nhóm của lớp mình đó thầy.
À, cái đó là thầy cho những clip, nhưng mà những clip đó là những clip mà thầy cho rằng nó là đánh trọng tâm nhất. Còn nếu mà em vô cái playlist trong cái YouTube á, playlist trong cái YouTube nó là sắp xếp theo thứ tự thực sự luôn đó. Nhưng mà có điều là nó không có đánh trọng tâm, thành ra nếu em coi em có coi từ đầu tới cuối hết. Còn clip mà thầy bỏ lên trên cái group nhóm á, là nó được lấy trọng tâm và cũng đã theo thứ tự luôn rồi. Hiểu chưa? Ờ rồi. Rồi rồi ok. Bây giờ nhóm 1 online được chưa? Nhóm 1 khi nãy chưa chưa trao đổi được đó, bây giờ nhóm 1 online đi. Em nhóm 2 có thể out khỏi Google Meet cũng được để em tập trung mà coi. Có gì bí thì vô cái phần group chat nói chuyện với thầy ha. Chứ không nhất thiết phải ngồi đây cho có mặt đâu, có mặt mà không có hiệu quả, có mặt làm gì ha. Cứ cứ out khỏi Google Meet, khỏi clip, bí, nhắn vô group chat. Nhắn vô group chat nếu cần thầy kêu online trở lại nói chuyện với thầy. Rồi nhóm 1 có đây không? Có thế thôi. Rồi nhóm 1. Tình hình coi clip điều khiển mờ cơ bản thấy hiểu gì không? Em xem gì nhỉ? Clip ba. Clip 3 là clip gì? Em xem clip điều khiển bồn đơn à? Điều khiển bồn đơn. Không nhớ tên nữa. Rồi từ 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 từ. Em xíu. Em có làm một cái simulink nào mô phỏng được khối mờ trên MATLAB chưa? Em vào MATLAB nhưng mà làm theo video viết Simulink lên nó không hiển ra thư viện thì hình như phải add vào sau ấy. Không. Cái lúc em cài MATLAB á, em chọn chế độ custom là lựa chọn hay là em chọn chế độ typical là cơ bản. Em làm easy video của thầy đăng trên YouTube luôn. À. Vâng, nhưng mà em viết chữ Simulink vào nó không hiển ra thư viện, nó bắt ép cái gì ấy. Bây giờ mở cái màn hình Simulink của em lên đi. Xem màn hình đây được không? Dạ được, em để em đăng nhập trên tab đó. Rồi ok. Thì em cứ làm đi, rồi khi nào mà em xong em kêu thầy ha. Còn các bạn nhóm nhóm một khác thì có coi clip rồi đã làm thử khối Fuji trên MATLAB Simulink chưa? Thầy ơi, em hỏi với em, tại sao lại cần một tín hiệu chuẩn trước tín hiệu đầu vào thầy? Có nghĩa là tại sao phải làm tín hiệu chuẩn đúng không? Vâng. Rồi ok. Tín hiệu chuẩn là như vậy nè. Đợi thầy xíu nha. Như các bạn biết á, là khi mà tạo khối điều khiển mờ á là các bạn phải biến mờ quá ngõ vào về các cái dạng này. Thấy không? Thực ra là nó có thể nhiều hơn nữa chứ không phải nhất thiết là ba hàm liên thuộc đâu. Ba cấp độ. Có thể nó nhiều cấp độ hơn. Vân vân. Có thể có nhiều cấp độ hơn. Thì á đây là mờ quá ngõ vào. Rồi giải mờ ngõ ra, giải mờ ngõ ra thì nó có thể có nhiều mức, ở đây là 3 mức thôi là ít, có thể có 4 5 mức vân vân. Thấy không? Rồi có luật mờ nữa. Luật mờ là chẳng hạn như nếu ngõ vào là cái dạng này và ngõ vào là cái dạng gì đó thì ngõ ra là cái vạch nào. Nếu ngõ mờ ngõ vào là cái dạng nào thì ngõ ra là cái vạch nào. Có luật mờ nữa, rồi có mờ quá ngõ vào, mờ quá ngõ ra vân vân. Nó nhiều dữ lắm. Thành ra mỗi lần muốn hiệu chỉnh luật mờ á thì mấy em phải thay đổi cái móc chỗ này, thay đổi cái móc chỗ này, hoặc là thay đổi mất cái móc chỗ này, nó mất thời gian mấy em lắm. Cho nên người ta cố gắng, người ta chuẩn quá cái bộ điều khiển mờ, người ta chuẩn quá về cái dạng. Giống như một lần mấy em muốn vô cái command window á, command window của MATLAB, mấy em phải đánh chữ Fuji mở khối mờ ra, rồi mấy em phải khai báo cái hàm liên thuộc bắt đầu từ chỗ nào tới chỗ nào. Nó rất là mất thời gian, cho nên tạo một cái khối mờ chuẩn là không đụng gì tới khối mờ này nữa. Nha. Tạo một khối mờ chuẩn mà trong đây không đụng gì tới cái khối mờ đó nữa, mà cái khối mờ chuẩn này á là cái luật mờ là không đổi nữa. Rồi cái hàm liên thuộc ở cái móc nào là không đổi nữa. Chẳng hạn như chỗ nào không đổi thì chỗ này là không đổi, trừ 1, 0, 1. Đúng không? Trừ 1, 0, 1. Là không đổi nữa. Tuy nhiên khi mà mình cần thay đổi cái móc này
mình muốn cái móc này nó dài ra, cái móc này nó dài ra, thì làm sao bây giờ mình cái khối này mình không đổi nữa rồi, thì thành ra mình mới đặt cái khối tiền xử lý vô đây. À, khối tiền xử lý ở đây. Ví dụ như chỗ này á là bạn muốn nó cái khoản thay đổi của nó là từ trừ 40 cho tới 40. Mà bây giờ cái khối một chuẩn hóa này nó là từ trừ 1 tới 1 đúng không? Thì cái gen này á em chỉ cần đặt nó là 1 chia 40. Em chỉ cần đặt nó là 1 chia 40 là được. Có nghĩa là cái scan này từ trừ 40 tới 40 sẽ nhỏ lại về đoạn trừ 1 tới 1. Cho nên cần phải có tiền xử lý này. Hậu xử lý cũng vậy, hậu xử lý ví dụ như ngõ ra của mình quyết định nó sẽ từ trừ 1 tới 1. Ở giữa không biết cái gì đó ha. Mà cái ngõ ra này của em phải thực chất nó là từ trừ 70 tới 70, ví dụ vậy, từ trừ 70 tới 70. Bây giờ em không có cách chi tác động trong đây được hết, thì bây giờ em giữ nguyên trong đây và em thay đổi khối hậu xử lý chỗ này. Ví dụ như ở đây là từ 1 là xin lỗi là nhân cho 70. Cái khối gen này giá trị là 70 luôn. Thì như vậy ở đoạn này nó từ trừ 1 tới 1 đã chuẩn hóa rồi, nó sẽ qua 70 để nó ra là từ trừ 70 tới 70. Hiểu không? Có nghĩa là nhờ khối tiền xử lý, hậu xử lý mà em sẽ scale cái khoản đầu vào hoặc là khoản đầu ra để cái chuẩn hóa của em nó sẽ tác động được trong cái khoản mà em mong muốn. Em hiểu không? Em nào mới hỏi đó hiểu hiểu chưa? Dạ hiểu sơ sơ rồi thầy. Ừ. Tại vì cái lúc mà em lựa chọn, em phải sẽ phải lựa chọn cái khoản này. Nhưng mà em chưa thử thì làm sao em biết cái khoản nào nó tốt? Thành ra cố gắng chuẩn hóa cái này, tạo thành một cái khối Fuji là cái khối đuôi chấm fit đó. Một cái file gì đó chấm fit đó chính là trước cái khối Fuji mà em đã tạo. Khối đó chuẩn hóa rồi, không thay đổi nó nữa, chỉ thay đổi tiền xử lý, hậu xử lý thôi. Để mình dời cái khoản mong muốn lúc điều khiển của mình về cái phần mà mình mong muốn. Mà không phải tác động vào cái khối chấm fit này, không phải tác động vào cái khối mờ này. Đó là tác dụng của tiền xử lý và hậu xử lý. Rồi. Thì cứ 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 ngồi nghe thầy nói rồi ngẫm nghĩ đi ha. Rồi em có gì em thì có. em vẫn chưa hiểu một cái là tại làm cách nào để tạo ra một cái khối fit chuẩn được á. Thì em khai báo thôi, có nghĩa là chẳng hạn như em biết cái tín hiệu ngõ vào của mình. Biết tín hiệu ngõ vào của mình nó sẽ là gồm ba hàm liên thuộc. Ví dụ ba hàm liên thuộc. Ha, ba hàm liên thuộc thì nó sẽ là từ trừ 1 tới 0 tới 1. Hiểu không? Hiểu ạ. Còn chẳng hạn như bây giờ ngõ vào của em là năm hàm liên thuộc đi. Chẳng hạn như nhiệt độ của em là thay vì là lạnh vừa nóng, nó có thể là lạnh rồi rất lạnh rồi vừa rồi hơi nóng rồi rất nóng vân vân. Nó có năm hàm liên thuộc. Nhưng mà do em chuẩn quá cho nên nó sẽ nằm trong khoảng ví dụ như là từ trừ 1 Trừ tới 2 đi 1. không? Em nói sao? Là từ trừ 2 đến 2 vì là 5 hà. Trừ 2 tới 2 đúng không? Nếu trừ 2 tới 2. Không không không, không phải. Nó vẫn là từ trừ 1 tới 1 nhưng mà nó chia ly hơn. Ở đây chỉ có 3 thằng thể hiện không hết được cái bản chất của ngõ vào, còn ở đây tới 5 cái lận nó thể hiện được bản chất ngõ vào kỹ hơn. Em hiểu không? Có. Ừ, thay vì chỉ là lạnh vừa nóng, nó chỉ có ba mốc thôi. Rồi bao nhiêu phần trăm lạnh, bao nhiêu phần trăm vừa, bao nhiêu phần trăm nóng, mà bao nhiêu phần trăm lạnh, bao nhiêu phần trăm vừa, bao nhiêu phần trăm nóng, vân vân. Thì bây giờ nó chia thành 5 mốc thì nó sẽ kỹ hơn, có nghĩa là cái thằng này bao nhiêu phần trăm của rất lạnh nhưng mà chỉ là bao nhiêu phần trăm của hơi lạnh. Nó có sự phân biệt kỹ hơn á. Mà khi em chọn nhiều hàm liên thuộc như vậy nè thì cái luật mờ em nó cũng sẽ nhiều hơn, chẳng hạn như chỉ có ba mốc là lạnh vừa nóng. Thì nếu lạnh thì sao, nếu vừa thì sao, nếu nóng thì sao? Còn bây giờ nó nhiều hơn như vậy thì cái luật mờ em nó nhiều lắm. Chẳng hạn như hơi lạnh thì sao, rồi hơi rất lạnh thì phải sao. Chọn càng nhiều hàm liên thuộc thì cái luật mờ mình nó càng lớn. Càng nhiều luật mờ phải khai báo. Dạ phần đấy hiểu rồi thầy. Ừ. Bởi vì cái luật mờ nó rất nhiều cho nên ít ai tác động luật mờ lắm. Bởi vì hàm liên thuộc mỗi lần khai báo chỉnh sửa rất cực. Cho nên mình giới hạn nó từ trừ 1 tới 1, từ 1 tới 1 thôi. Còn em muốn scale khoảng này rộng hay hẹp á, thì scale ở cái tiền xử lý. Dạ rồi ạ. Rồi thôi ngâm cứu tiếp đi. Rồi khoảng cỡ nửa tiếng nữa mà không hiểu thì hỏi thầy nữa. Thấy Vâng. không? Ừ. Clip này thì sẽ lưu lại. Rồi có ai hỏi câu hỏi nào nữa không? Nhóm 1 là coi như
coi clip tiếp đi nha, chứ bây giờ ngồi giảng cũng không ăn thua gì mấy em đâu, coi clip tiếp thôi. Vậy bây giờ thầy chuyển qua nhóm khác nha, nhóm 1. Vâng ạ. Rồi ok, nếu thầy chuyển qua nhóm khác mà nhóm 1 có câu hỏi gì thì nhóm 1 cứ giơ tay phát biểu rồi thầy sẽ kêu, không vấn đề gì hết ha. Bây giờ tới nhóm 3. Nhóm 1, nhóm 3. À bạn Thái có liên hệ là em vô học sao các bạn chưa có nhóm. Thì bạn Thái tự liên hệ với các nhóm khác của mình đi. Liên hệ với bạn lớp trưởng á. Bạn lớp trưởng sẽ trao đổi với bạn Thái để cho biết nhóm nào còn thiếu rồi bạn Thái xin vào không. Còn nếu mà liên hệ bạn Thái liên hệ lớp trưởng mà không được nữa thì bạn Thái liên hệ trong phần chat với thầy rồi đúng không? Nhắn thầy một lần nữa để thầy sẽ bổ sung nhóm cho các em ha. Nhưng mà bạn phải chủ động trước. Rồi. Bây giờ để coi nhóm 3. Ủa nhóm 3 đâu ta? Sao không thấy group Facebook của mấy bạn ta? Giờ có mà Vậy hả? Thì mấy em tag thầy ở trong cái nhóm group của mấy em đi. Trong cái group Facebook của mấy em tag thầy cái đi để nhắn thầy trong cái group đó để thầy biết đi. Mất dấu luôn à. Ồ đây đây thấy rồi, thấy rồi. Thôi được rồi, online Google Meet đi mấy em. Ok, online Google Meet đi, sẽ lại mất dấu cái nhóm này. Rồi. Nhóm 3 coi clip sau rồi mấy em. Nhóm 3 vô đây chưa? dạ có Ok. Sao nhóm 3 tình hình coi clip sao rồi? em coi chậm do coi đi rồi phải coi lại nữa này. Nên nó bị rè nên em phải coi đi coi lại. Nó bị rè nhưng mà mấy em vô cái phòng yên tĩnh rồi bật cái lỗ tai nghe nghe chậm chậm vẫn được đúng không? Tại vì lúc đó thầy chưa có cái công cụ như bây giờ á, nó cũng lâu rồi. Thành ra nó chất lượng chưa có tốt. Cái đó cũng nếu thầy có thời gian thì sẽ làm lại. Nghe nghe vẫn được thầy, nghe vẫn hiểu thầy. Rồi có thử tạo cái khối Simulink trên trên MATLAB chưa? Tạo cái khối Fuji trên MATLAB á, đã tạo được chưa? Alo. Alo. Rồi mất tín hiệu của em nữa rồi em ơi. Còn bạn nào của nhóm 3 không? Dạ, đây thầy. Em có thử tạo rồi nhưng mà do em vừa hôm nay em vừa đi lấy máy với laptop về thầy nên em vừa cài thầy. Như vậy nè, bây giờ nhóm 3 thầy sẽ ghi nhận lại ha. Có nghĩa là bây giờ khi nào mấy em tạo được khối Fuji rồi thì mấy em nhắn trong phần group chat cho thầy chụp hình cái khối Fuji lên. Rồi chụp hình bên trong cái khối Fuji cho thầy luôn, chụp hình màn hình đó rồi bỏ trong cái group chat cho thầy. Để thầy kiểm tra coi cái Fuji mấy bạn tạo có vấn đề gì không nha. Mấy em cứ làm theo cái điều khiển mờ cơ bản, cái tốc độ quạt gì đó, mấy em cứ chụp hình bỏ vô. Ha. Còn bây giờ thì tình hình này mấy em chưa có báo cáo được gì với thầy đâu. Mà phải làm cái đó cho thầy, nhưng mà lớp mình cái nhóm mình cũng là tốc độ chậm rồi đó ha. Dạ. Ừ rồi ok. Rồi. Nhóm 3 có còn câu hỏi gì không? Dạ không thầy ạ, do bọn em hiện tại bây giờ đang xem clip thầy ạ. Rồi ok, vậy thì mấy em có thể out khỏi Google Meet để xem clip đi. Có gì thì trao đổi trong group Google Chat ha. Chứ giờ nói chuyện sẽ phân tâm mấy em. Rồi. Rồi nhóm 4. Sao nhóm 4 mất tiêu nữa à?
Nhóm 4 đâu rồi? Chào thầy ạ. Nhóm 4. Ủa sao thầy không thấy cái group chat của mấy em? Mấy em tag thầy ở trong cái group chat của mấy em đi, để thầy biết cái nhóm group chat mấy em có tồn tại coi. Sao không thấy mấy nhóm mấy em? Ừ rồi. Tác thầy ở trong cái group chat của mấy em á, tác thử coi. Đây, trời ơi ông ơi. Đây, nhóm mấy em có vấn đề nè. Mấy em đặt tên là Đông Á nhóm 4 mở ngoặc điều khiển thông minh, mở ngoặc đó làm cho thầy tìm không ra mấy em đó. Tắt cái đóng ngoặc, cái tắt cái DK thông minh, ta xóa bỏ đi ha. Dạ, để em xóa thôi. Rồi ok vậy. Tình hình coi clip của nhóm mình sao rồi? Dạ, coi ổn thôi nhưng mà chưa chưa hiểu phương phương pháp học lắm này. Nói chung là phương pháp học của lớp mình là vậy nè, thầy giao clip, mấy em coi clip, mấy em làm theo clip, mô phỏng theo clip. Sau đó, mấy em sẽ báo cáo kết quả lại cho thầy để em đã làm được cái gì. Và thầy sẽ hỏi lại để coi tình hình mấy em hiểu như thế nào. Thầy sẽ không giảng lại trên lớp cái mà phần mà clip nó đã giảng rồi. Thầy chỉ coi cái kết quả làm của mấy bạn như thế nào ổn chưa, và thầy sẽ giao một cái bài tập như cái bài tập điều khiển mờ bồn nước ở đây nè, thầy giao mới một cái bài tập để mấy em từ những clip đã coi mấy em tiến hành làm bài tập đó thử coi. Nếu nếu mấy em đã coi những clip từ đầu tới cuối của thầy mà mấy em đã hiểu rồi, mấy em sẽ làm được cái bài tập điều khiển bồn nước đơn đó, em hiểu không? Dạ thầy. Thì vô lớp buổi học thì bắt đầu thầy sẽ giảng chung cả lớp, mọi người đều có ý kiến hỏi gì thoải mái. Sau đó khi mọi người không còn ý kiến nào nữa thì thầy sẽ tiến hành, thầy gọi từng nhóm lên Google Meet để thầy hỏi. Thầy gọi từng nhóm trên Google Meet bằng cách thầy vô group chat, thầy đánh group chat, thầy nhà kêu online đi thì mấy em bắt đầu online trên Google Meet để nói chuyện với thầy. Còn những nhóm nào mà thầy chưa kêu gọi thì mấy bạn có thể ra khỏi cái Google Meet để mà tập trung làm việc của các bạn. Và để ý trong cái group chat trong Facebook coi coi thầy có nhắn gì không. Hoặc không thì mấy em thích nhìn thấy thầy trao đổi với các bạn thì các em cũng có thể vô Google Meet để mà coi thầy trao đổi với các bạn. Hoặc là các bạn có câu hỏi nào đó gấp thì các bạn có thể chờ thầy trao đổi với cái nhóm xong, cái khoảng thời gian giữa đó thì mấy em có thể hỏi thầy. Dạ thôi. Nói chung là cái kiểu học online này nó đòi hỏi mấy em phải tự giác. Nó tự giác chứ chứ không thể nào mà thầy bám sát mấy em quá được. Ok thầy. Vậy Lê Phùng Khang cho hỏi cái là mấy em coi cái clip của thầy rồi, mấy em có tự làm trên MATLAB Simulink một cái khối Fuji nào chưa? Một khối cơ bản đó thầy. Cái clip có nghĩa là em đã tạo ra một cái chương trình điều khiển mờ Fuji, ổn định một cái gì đó chẳng hạn như điều khiển tốc độ quạt. Trong cái clip điều khiển mờ cơ bản nó có cái clip mà tạo cái khối Fuji đó để mà tính toán cái tốc độ quạt khi mà có nhiệt độ trong phòng, nhiệt độ ngoài phòng. Chưa chưa thầy ạ. Chưa hả? Chứ chứ em làm cái mô phỏng theo clip nào? Em xem màn hình đấy, em xem màn hình, em bật cái mô phỏng của em ra để thầy coi cũng được. Chưa chưa tới đâu thầy ạ. Trời Chưa. ơi. Bây giờ vậy nè. Nếu mà chưa tới đâu, bây giờ ông ít nhất phải làm được một cái, chẳng hạn như bây giờ. Em đang rối đúng không? Coi cái clip điều khiển mờ cơ bản này của thầy cho thầy. Đợi thầy xíu. Nói chung qua cái môn học này mình phải làm được một cái gì đó chứ, đợi thầy xíu nha. Đây. Em vô cái YouTube, em thấy cái màn hình YouTube không Khang? Phải Lê Phùng À, Khang không? thấy thấy rồi Đây, trong cái YouTube em đánh điều khiển mờ cơ bản thầy thì nó sẽ ra clip hướng dẫn cơ bản điều khiển mờ Fuji, mà hình như clip này cũng thầy cũng bắt mấy em coi mà đúng không? dạ có rồi thầy. Vậy nè, coi. Thì trong cái clip này nó có hướng dẫn làm cũng như là bộ điều khiển mờ để mà cho ra cái vận tốc quạt tương ứng với nhiệt độ trong phòng ngoài phòng. Để cho máy bơm nó bơm nước nhiều hết.
cao rồi, có người vi bằng không, như vậy có nghĩa là ở độ cao đó, em thấy không? Dạ yeah. Em mực nước 0,8 coi mới một lần mười ba cho bơm nó chuyện lớn đến mực nước giống như mày thấp cộng cho nhỏ đó đó, thấy không? 13V nếu mà thấp thì điện áp cấp cho động cơ là đó. Nó hướng dẫn cách thức mà để tính toán ra trong bộ điều khiển mờ, tính toán xong rồi á là mở trong MATLAB ra tạo khối mờ như thế nào luôn. Thấy không? Dạ. Thì em theo các bước này em làm để em ra được cái khối điều khiển mờ mà bộ điều khiển mờ này tính toán ra cái tín hiệu điều khiển khi mà cái tín hiệu ngõ vào là như vậy như vậy vậy. Bây giờ á do em bị rối, em tập trung em coi clip này thôi và em làm các cái khối mờ này xong, em kêu thầy. Dạ, dạ. Không nhất thiết là trong buổi học, em làm xong em gửi trong group chat em báo em làm xong. Nhóm 4 này thầy ghi nhận là nhóm 4 bây giờ là bắt buộc là phải cho thầy thấy cái bộ điều khiển mờ mà em tạo ra sau khi em coi cái hướng dẫn cơ bản về điều khiển mờ này nha. Khi nào làm xong bỏ vô group chat cho thầy, không nhất thiết buổi học đâu. Được chưa? Dạ thầy ơi. Rồi ok. Còn chưa làm cái này thầy nói chuyện với mấy em bó tay, mấy em không hiểu gì đâu. Rồi bây giờ ok, nhóm 4 xong rồi đó. Bây giờ Lê viết hơn đâu. Em online đi. À, thầy ơi, em hỏi cái em đang xem cái chỗ điều khiển bồn nước đơn đó thầy. À, bồn nước đơn BID rời rạc đấy ạ. Bồn nước đơn BID rời rạc. Ok. Em coi clip đó thì em gặp vấn đề gì? À, em lấy cái chỗ khối sum system mà không được ạ. Ok, bây giờ em mở cái màn hình, em share cái màn hình của em ra được không? Em share cái màn hình của em ra để thầy hỗ trợ em cho nó dễ. Rồi ok, đúng rồi đó. Biết cách trao đổi online rồi đó. Rồi mở xin em lên. Gõ mà ra không ra này. Từ từ. Em đánh cái khối tên gì vậy? So Bitten ạ. Đây nè, thầy đánh bên phần chat em coi có phải em đánh cái tên này không nha. Cập system. Em đánh đúng dạ, cái vâng, tên đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi hả? Dạ. Ủa sao kỳ vậy ta? Đâu em mở cái cửa sổ Simulink lên thầy coi lại coi. Tại cái màn hình của em nó nhỏ quá, thầy không thấy hết. Em mở có cái cửa sổ Simulink lên cho thầy lại. Bây giờ như nè, em nhấn Control, em nhấn cái bàn phím của em Control, sau đó em cầm con chuột, có cái con lăn ấy, em lăn lên phía trước cho thầy đi. Em nhấn Control, rồi em lấy con chuột, em lăn vô phía trước. Trên cái bàn phím em có cái nút Control đó, em nhấn vô cái nút Control nó đi. Em giữ nguyên đừng có thả, rồi sau đó em cầm con chuột em lăn cái con chuột lên phía trước cho thầy để thầy cái màn hình em nó bự bự để thầy thấy coi. À vâng. Ừ làm đi. Nhấn nút Control đừng thả, sau đó kéo con chuột lăn con chuột ra, cầm cái con lăn con chuột cái lăn về phía trước. Không được thầy ơi. Bây giờ vậy nè, trên để con em, chuột em nó có màn hình, để em chụp màn hình. Em chụp màn hình em gửi qua nè, nè cái con lăn này nè. Mày chụp màn hình để qua. Em chụp màn hình. Ừ, em gửi được. Qua mét. Group chat nhóm. Nha. Đã rồi đấy. Rồi, đợi xíu. Rồi, nhóm 1. Sụp thích tầm. Khoan, hình như em làm sai á. Sai chỗ nào ạ? Chữ tầm của em là chữ cuối cùng là chữ M hay chữ N? À rồi chữ M, N ạ. Trời ơi là trời. M nha, lộn rồi ha. Rồi thấy chưa? À rồi ra rồi ạ. Ừ rồi ok xong. Bây giờ khi nãy mình nhóm mấy? Nhóm 4 rồi đúng không? Ok. Tới nhóm 5.
Nhóm 4 có thắc mắc gì nữa không? Có thắc mắc gì thì em out ra đi, out ra hoặc không thì ngồi đây coi thì nói chuyện với nhóm 5 cũng được, nhưng mà sợ gì ảnh hưởng công việc của em thôi. Sao có sống sinh tầm lại lôi ra không được hiện đây, lôi ra được rồi nào. Rồi, bây giờ khối sống sinh tầm lấy ra rồi đó. Sao có sống sinh tầm lại lôi ra không được. Bây giờ nhóm 5 đâu rồi, tự nhiên bây giờ tìm không ra được nhóm 5. Thầy bây giờ có nhóm 2 nhắn là thầy ơi trên YouTube em vào xem ví dụ mà xếp lộn xộn vậy thầy nhỉ. Xếp lộn xộn đâu, xếp lộn xộn ta. Đợi xíu. Khổ mấy ông quá. Cái màn hình của thầy không? Cái bạn quất vậy nè. Quất nhóm 2 nè. Danh sách phát nè. Dạy học Fuji nè. Trong cái đó có dây danh sách dạy học điều khiển thông minh. Hướng dẫn cài đặt MATLAB là mấy em coi rồi. Hướng dẫn BID số rồi đặt bậc phần 1, phần 2 là để mấy em có cái cơ bản về điều khiển BID. Ok. Đấy, sau khi các em có cơ bản rồi thì bắt đầu coi cái giới thiệu môn học điều khiển thông minh. Giới thiệu môn học điều khiển thông minh. Ok, thì em coi cái clip này xong, coi các ví dụ về điều khiển lý thuyết M nè. Ví dụ về một bài toán xây dựng hàm liên thuộc M nè. Đặc biệt là coi kỹ cái... Ủa, phết nhờ. Alo, cái gì em? À, không, không. Em quên ạ. Cái phép toán, nói chung là số mấy không biết, nhưng mà số 7 là quan trọng nhất. Mấy em coi cái Killer Ferber thì mấy em... Nhưng mà mấy em coi số 7 kỹ thì mấy em vẫn có thể làm được điều khiển M, nhưng... sẽ không quá hiểu sâu về bản chất của điều khiển M, còn em coi đầy đủ sẽ hiểu luôn cả bản chất ha. Coi clip 7 xong, nhớ quan trọng. Rồi coi số 8, số 9, số 10. Cái bài tập thì dừng, bài tập khoan coi ha, bài tập không có dính tới, khoan coi. Clip 12, 13. Em coi hết clip 12, 13 là em bắt đầu em hiểu về phương trình toán học của bồn nước đơn. Tại sao? Tại sao em muốn điều khiển hệ thống thì em phải hiểu bản chất của hệ thống. Em muốn điều khiển hệ thống thì em phải xây dựng được mô phỏng hệ thống trên MATLAB Simulink. Để xây dựng được mô phỏng trên MATLAB Simulink thì em phải xây dựng được phương trình toán học để có thể giả lập nó trên MATLAB Simulink. Giả lập được nó trên MATLAB Simulink mới xây dựng được bộ điều khiển để điều khiển nó trên MATLAB Simulink chứ. Thấy không? Thành ra phải coi clip 12, dù không thấy nó có chữ M, không thấy nó nở rong Fuji gì hết, nhưng phải coi clip số 12. Coi 12 xong, coi 13. Coi 13 xong, lấy 14 ra coi làm theo 14. Tới bài tập 2 dừng, không coi. Tại vì bài tập 2 nó sẽ không giống với cái khóa trước đâu. Đó. Nếu mà điều khiển mờ thì trước mắt là coi như vậy. Còn nếu mà em muốn sung sức coi tiếp nữa, nhưng mà hình như lớp mình chưa có ai tới mức đó, thì là coi tiếp 16, 17, 18, 19. Đó, bài tập dừng. 21, coi tiếp 21. Đó. Coi tiếp 22, coi tiếp 23, 24. 25, nói chung vân vân từ từ vậy đó. Cái chữ nào mà có bài tập, chẳng hạn bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3, dừng, không coi. Tại nó là bài tập. Ha. Bài tập thì thầy sẽ giao cho nó phù hợp với lớp mấy em. Thầy nói vậy được chưa, quất nhóm 2, được chưa quất? Dạ, đôi thầy em hiểu rồi. Ok. Dạ, cảm ơn ạ. Với thầy sẽ không giám sát cái chuyện coi của mấy em phải coi. Rồi sau đó với mấy em vô nói chuyện với thầy, tại vì mấy em không coi với thầy nói chuyện với mấy em không có được. Mà thầy ngồi giảng cho mấy em á, thì thực ra nó cũng chỉ tốn thời gian mà mấy em cũng nó lướt qua mấy em cũng không có coi lại được. Thấy không? Mấy em thông cảm. Rồi. Đông Á nhóm 5. Khoan từ từ nhóm 4 rồi. Nhóm 5 ơi. Nhóm 5 vô được chưa? Thầy... Đông Á nhóm 5 là cái nhóm chết người nè em ơi. Khổ em quá. Đây đây. Khổ em quá em ơi. Em coi nhóm mình nè. Đông Á nhóm 2, Đông Á nhóm 1, Đông Á nhóm 4, Đông Á nhóm 3. Em thấy cái chuẩn người ta đặt tên không? Mấy em không đặt tên theo cái chuẩn đó. Mấy em tự đặt tên theo chuẩn mấy em nè. Thành ra là thầy tìm không có ra nổi mấy em. Hiểu chưa? Sửa tên lại giùm thầy. Được chưa nhóm 5?
Trịnh Anh Sang anh vậy nè, Quang Hậu Đào Xuân Hiệp vậy nè. Sửa cái tên này lại cho thầy nha. Có dấu đàng hoàng. Rồi gạch cái rồi nhóm máy ghi vô. Nghe Lê Bùi Ngọc Kháng nghe nghe chưa? Nghe rồi thầy ạ. Ừ sửa lại đi. Sửa rồi nhóm 5 coi clip tới đâu rồi nhóm 5? Cũng tới nhóm 5 luôn rồi đó. Dạ cũng coi nhưng mà cũng 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 chưa hiểu lắm thầy ơi. Em coi clip nào mà em chưa hiểu? Em coi được cái 1, 2, 3 đấy mà nó cũng ổn lắm. Nó ồn mấy em phải khắc phục thôi, tại vì cũng biết làm sao ha. Dạ Em tại coi vì cái 1, 2, 3 là nó bọn em đi làm ấy mà nhiều khi mà cũng không đeo tai nghe mà nghe được thầy, em phải phải mở nhỏ lên không nghe thấy nếu mà lên đấy á. Chứ còn tối về thì tối tối nào cũng phải học hết đấy thầy ơi, học từ thứ hai cho đến chủ nhật luôn. Nói chung cái này là vấn đề mấy em phải ráng khắc phục. Nói chung thầy không bắt tội mấy em, thầy không bắt lỗi mấy em, thầy cũng không la lối mấy em được, nhưng mà cái này thực sự là mình phải tìm cách khắc phục các em. Nói chung tình trạng mấy em như vậy thì mấy em có thể Thầy báo đấy. với thầy tình trạng mấy em như vậy để có thể gia hạn cái thời gian nộp bài, cái đó thì thầy chấp nhận, chứ còn hoàn cảnh mình phải khắc phục thì mình mới học được thôi. Bữa trước thì mình ví dụ như bữa trước thầy Hoàng thầy cũng có dạy một cái phần MATLAB này, này ví dụ như gói cái sub-system ấy thì bọn em cũng có thể là tạo được nhưng mà cái giá trị ở trong đấy em cũng không hiểu lắm, những cái giá trị mà mình đặt vào trong cái khối gain mấy khối ấy, ấy để cho nó ra cái đấy thôi. Bây giờ vậy nè, hoặc là mấy em, hoặc là trường hợp của em mở cái cửa sổ lệnh MATLAB hoặc là cái màn hình em ra để thầy có thể góp ý. Còn không á thì em có thể, em lúc nào em rảnh mà không phải buổi học của mình, em quay phim màn hình lại, em quay phim màn hình lại là em bị kẹt cái gì gửi clip qua cho thầy để mà thầy có thể hiểu và hỗ trợ em. Còn em nói như vậy thật sự thầy không, thầy muốn hỗ trợ em dữ lắm mà không biết cách nào để hỗ trợ, hiểu không? Để cố gắng Nói xem. chung là còn chẳng hạn như vậy nè, hoàn cảnh em đi làm em khó em không coi được thì em nhắn riêng với thầy là bây giờ em kẹt quá em chưa thể nộp bài được, thầy du di cho em thêm 1 2 ngày gì đó, hoặc là du di cho em 1 tuần như gì đó, nói hoàn cảnh cho thầy. Thì trong cái giới hạn mà trường Đông Á cho phép thầy, ví dụ như thầy phải nhập điểm vào cái lúc đó, thì thầy sẽ cố gắng hết sức để mà gia hạn cho em tới cái thời hạn Dạ mà thầy thì cũng cũng có thể cố chịu gắng được. để lộ cho nó đúng hạn thôi, cố gắng xem làm là cho đúng hạn chứ cũng cũng không xin ấy thì Thì thầy có thể giúp em tới mức độ đó ha. Rồi thì nhóm 5 có câu hỏi nào không em? Kháng hay là ấy có hỏi gì thầy không kìa. Kháng hỏi. Thầy Cho nghe hỏi em tạo được khuôn mờ mà theo cái mà clip 3 thầy. theo Hay clip là 3 giờ mình em mở clip đó lên cho thầy coi được không? giờ em xem màn hình được không thầy? Xem màn hình đi, đúng rồi, xem màn hình đi. Quên, thầy dừng chia sẻ, thầy chưa dừng chia sẻ sao em share nổi. Đúng rồi, share lại đi em. Cái của em rồi đây nè. Cái khối mờ cho hệ bồn đơn này là cái khối mờ rất là cùi bắp nha, nó là cùi bắp, nó chỉ được thiết kế để ổn định tại một mức đã cho trước rồi. Nó không phải là cái dạng mà thầy cho mấy em về nhà làm. Cái dạng mà thầy cho mấy em về nhà làm là cái ngõ vào khối mờ nó là sai số và đạo hàm sai số của ngõ ra bồn nước, độ cao mực nước và cái độ cao mình mong muốn, cho nên nó sẽ áp dụng được cho nhiều cái vị trí đặt. Còn cái mà thầy hướng dẫn trên mạng, cái khối mờ này nó chỉ áp dụng cho một vị trí đặt thôi, cho nên mấy em làm để mấy em biết thôi chứ không áp dụng được nha, hiểu chưa? Vậy là mình tạo một cái mà khó rồi thầy. Đúng rồi, đúng rồi, em làm cái đó để em hiểu cách thức tạo khối mờ cơ bản là thế nào thôi, nhưng mà tới lúc em làm á thì em phải làm giống như thầy nè. Em thấy cái bảng của thầy không Dạ thái thầy. đó, thấy cái bảng của thầy không? Có nghĩa là khi mà mình thiết kế cái hệ thống, mình phải chọn lựa thiết kế như thế nào để nó tối ưu nhất. Còn thiết kế để có cái mờ thôi thì đơn giản mà, nhưng mà có điều là mình phải cố gắng mình tạo sao cho tối ưu nhất, mà tối ưu nhất đó là
cái người kỹ sư giỏi hay dở là họ sẽ dựa vào cái chuyện đó, thấy không? Em mong muốn điều khiển để cho cái ngõ ra hệ thống em phải bám giá trị đặt, thấy không? Đây là cái hệ thống của em, ở đây là cái bồn đơn, bồn đơn ngõ ra là độ cao mực nước, và phải đi so sánh cái giá trị đặt. Giá trị đặt là em muốn độ cao nó phải là bao nhiêu, giá trị đặt này bao nhiêu, mà độ cao giá trị đặt có thể trong quá trình vận hành nó thay đổi mà, thì nó sẽ đưa ra sai số, và sai số này đưa vào bộ điều khiển M. Nếu ngõ vào E này là chưa đủ thì là phải có thêm ngõ vào E khác. Nếu E khác này mà chưa đủ lại phải có thêm những ngõ vào khác nữa, ví dụ như là cái tín hiệu này đưa vào nữa, tùy em, tùy cái người thiết kế họ lựa chọn bộ điều khiển M sao cho phù hợp. Thì trong trường hợp này thầy gợi ý cho mấy em là bộ điều khiển M của mình đó sẽ gồm E và E chấm, có nghĩa là sai số và đạo hàm của sai số. Còn mấy em nào mà làm thêm cái này đưa vô rồi suy nghĩ phương thức sao cho nó tốt hơn, đẹp hơn, hoặc là có ngõ vào khác hay cái gì đó hoặc phức tạp hơn, thầy sẽ cộng điểm thêm cho. Nhưng mà cơ bản cụ bắp nhất làm thì sẽ được như vậy nè. Rồi tính độ điều khiển M này xuất tín hiệu ngõ ra tác động vào hệ bồn đơn. Thì đây là cái bộ điều khiển cơ bản nhất mà nói chung là tệ nhất mà mấy em còn có thể làm được để được chấp nhận. Và nó sẽ đúng với các giá trị đặt khác nhau. Còn cái khối M mà kia rồi em share cho thầy, nó đâu có giá trị đặt đâu, đâu có chỗ nào khai báo giá trị đặt đâu, đúng không? Nó chỉ được thiết kế cho một móc thôi, cho nên nó không có tốt. Hiểu thầy nói chưa? Vậy là có constant này trước hả thầy? Có nghĩa là phải làm sao có cái khối constant ở đây, đúng rồi, khối constant. Nhưng mà hiểu rộng hơn á, hiểu rộng hơn thì có thể không phải đây chỉ là khối constant, mà nó có thể là một cái hàm. Ví dụ em muốn mực độ cao mực nước của em không phải lúc nào cũng constant, mà nó có thể nó lúc này thì giá trị này, mà 10 phút sau nó phải lên giá trị gì, rồi 3 phút sau nó phải xuống giá trị gì, hoặc là cái nước của em nó phải dâng lên hạ xuống theo kiểu là đều đặn như nè, theo dạng hình sin. Thì cái khối này nè có thể nó là một cái quỹ đạo chứ không nhất thiết phải một cái giá trị cố định, hiểu chưa? Dạ dạ. Nếu em học có điều kiện M này theo cấu trúc này thì cái ngõ ra của em nó sẽ bám theo một cái quỹ đạo hoặc là một cái giá trị mức thay đổi theo thời gian. Còn em làm cái khối mà thầy giảng ở trong YouTube đó mà chỉ có một khối M mà không có giá trị đặt ở ngõ vào đó thì giá trị công tăng tại một điểm và điểm đó không thay đổi được luôn, nó tệ lắm. Dạ dạ. Rồi, hiểu ý rồi đúng không? Dạ dạ dạ. Rồi. Còn nhóm 5 có câu hỏi nào nữa không em? Nhóm 5 dạ không thầy ơi. Dạ không thầy ơi. Không gì, coi clip đi, khó khăn gì gửi vô group chat. Rồi mình sẽ tiếp tục với các nhóm kế tiếp. Đây, nhóm 6. Rồi nhóm 1 hỏi gì nè, thử coi. Nhóm 1 hỏi là em điền số vào nó ra vậy thì bị sao? Không có bị sao hết, không có gì sai hết. Em banh cái cục này bự ra. Em thấy không? Em cái khối em đang có trước mặt á, em banh kéo ra bự. Em kéo nó ra bự thì nó sẽ thể hiện được tử số là gồm cái gì, mẫu số là gồm cái gì. Thấy không? Còn em làm nhỏ quá nó hiển thị không được, nó hiển thị num đen cái kiểu vậy thôi. Vâng, được rồi thầy ơi. Rồi ok, nhóm 1 xong rồi ha. Rồi bây giờ tới nhóm 5 rồi đúng không? Nhóm 6. Để gửi nhóm 6. À nhóm 6. Nhóm 6 online được chưa? Nhóm 6 online đi. Thì còn thôi. Rồi ok, xong nhóm 6 vô rồi ha. Nhóm 6 coi clip thấy tình hình ổn không em? Dạ cũng xem cũng mới ở chỗ hiệp được khoảng 50% thôi. Bây giờ đoàn anh đang thử anh đang nhập cái của hệ thống buông được thấy á, nó cũng chạy thấy rồi. Không chạy là nó báo lỗi hay sao, hay là nó chạy tầm bậy hay sao? Nó báo bị lỗi thôi. Đâu báo lỗi, mở lỗi lên coi làm sao. Xem màn hình lên để coi tình hình sao. Còn chẳng hạn như nhóm em mà có em bị kẹt thôi, mấy bạn khác không bị kẹt thì mấy bạn đó hỏi trong quá trình em mở rồi em share luôn rồi ha. Đâu mở cái này ra.
bị lỗi như vậy đây, bị lỗi gì vậy đây? Từ 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 thầy, cái của em nó nhỏ quá thầy không thấy rõ nè. Từ từ nha, từ từ nha, thầy đang mở cái của em ra để thầy coi nè. The part à, đây, đây, từ 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 nè nè nè. The part d by t math lab does not exist. Nè, thứ nhất nè, cái thư mục mà em chứa các cái file MATLAB em đừng có giấu tiếng Việt nên như vậy nha. Bây giờ em mở, em cho thu nhỏ cái simulink của em để thầy thấy cái thư mục hiện hành của em đang làm là thư mục nào đi. Thu nhỏ lại thôi, đừng xóa nha. Cái comment window của MATLAB, cái comment cửa sổ lệnh MATLAB đó, trong cái thanh của em là cái thanh cái tab đầu tiên. Từ từ đây, thông số hệ thống bồn nước chấm em, tên của các file MATLAB đừng bao giờ để tên tiếng Việt có dấu ha. Được chưa? Dạ, dạ. Chỉnh hết mấy cái đó đi rồi xong rồi còn lỗi thì báo thầy tiếp ha. Dạ, thầy. Rồi bây giờ tới từ từ đây, từ từ chấm hỏi cái là... À rồi em Nguyễn rồi em Phước Nam gì đó, hỏi cái gì em? Là cái môn của mình ấy, cái môn của mình là từ giờ đến khi kết thúc môn là phải học buổi tối hết rồi. À, tại vì lịch nhà trường cho thầy học là buổi tối từ 6 giờ rưỡi tới 9 giờ 15. Dạ, là kiểu em cũng có ý kiến này là thứ nhất là trong lớp mình cũng có nhiều người đi làm, với thứ hai là bọn em cũng gần lịch học đó thôi. Là lịch học có nghĩa là ở lớp đấy không biết các bạn sao chứ có em với sống là tối thứ sáu là nếu như học cả môn thầy nữa là xem học một lần hai môn. Ồ, vậy là cái như vậy là cái lỗi này là của bên phòng đào tạo sắp xếp đó, nhưng mà thế nên em mới hỏi để xem có cách nào giải quyết không. Bọn em thì học ngoại học tiếng Trung, học ngoại ngữ là từ từ 5:45 bắt đầu, 5:45 tới 7:30, còn bình thường thì 8:00 kết thúc. À, như vậy nè em. Dạ. Cái này nó ngoài cái tầm và có thể giải quyết của thầy. Thành ra là em cứ khiếu nại lên trên phòng văn phòng của bên Đông Á đi, chứ thực sự là thầy không có giải quyết được cái chuyện này. Tuy nhiên ví dụ như trường hợp mà kẹt quá, thầy không bao giờ điểm danh trong lớp. Và clip học của thầy với các bạn á, thì cũng được quay phim và thầy sẽ gửi link cho các em. Thành ra nếu trường hợp mà em buộc phải chọn hai môn mà em không thể coi clip của thầy được, không thể học trực tiếp với thầy được, thì em có thể coi cái video phát lại của cái buổi học này của mình. Với em có thể trao đổi với thầy bên group chat á, thì bên ngoài lớp học, bên ngoài thời gian học em vẫn có thể trao đổi bên group chat với thầy được để thầy hỗ trợ em. Vâng. Ừ. Nhưng mà thực sự nếu em thấy cái chuyện học chung với thầy và trùng với một môn khác mà bất tiện á, thì cái này thực sự nó ngoài cái tầm giải quyết của thầy, mà cái này là thuộc về cái tầm giải quyết của người phân lịch á. Vâng. Ừ. Cái này thông cảm với thầy ha. Dạ vâng, dạ vâng. Tuy nhiên nếu mà chẳng hạn như không còn cách nào khác mà buộc phải chọn như vậy để em mới kịp học và em ra trường, mà cái đó em phải chấp nhận học hai môn một lượt thì em mới kịp ra trường, có thể đó là cái sự mà sắp xếp để cho có lợi cho em á, thì dạ. Thầy sẽ không điểm danh em, tuy nhiên là em cố gắng em trong group chat em trao đổi với thầy hoặc là em coi các clip phát lại của thầy. Còn nếu bí em có thể hỏi thầy bên trong phần comment của cái group Facebook của mình, em comment trong đó rồi thầy sẽ bất cứ comment nào thầy cũng sẽ trả lời hết, thì nó sẽ nằm ngoài cái thời gian của mình mà cũng không ảnh hưởng tới cái chuyện học của em với môn khác. Với lại là học online thì em có thể điều phối có học hai môn lần được, còn ồ không được, nói chung là theo nguyên tắc là em không thể điều phối được. Cái đầu em học cái này làm sao em trẻ cái đầu qua học bên kia được. Do học bên kia cả giờ mình học cùng 6:30 7:00 mình học, còn tiếng Trung thì cùng học nếu em có trễ tầm khoảng 30 phút tiếng như đó. Nói chung là thầy thì không ủng hộ cái chuyện là em có thể học cùng một bậc hai cái máy tính cùng lúc học, không được, không thầy không ủng hộ chuyện đó. Nhưng mà có điều cái đó là cái
kiểu như là mỗi người có cái sự sắp xếp của riêng mình, thì em sắp xếp sao em thấy hợp lý nhất thì em làm, và thầy luôn hỗ trợ em, hiểu không? Dạ vâng ạ. Ừ, nói chung cái này thầy sẽ cố gắng hết sức thôi, nhưng mà cái nó không phải thuộc quyền trách nhiệm của thầy. Vâng. Khi nãy có bạn rồi, ok vậy đi em ha. Rồi bây giờ có bạn Thái nhé, xếp hàng đợi đó. Thái đâu, hỏi thầy đi. À, thầy em có trục trặc chút là buổi học đào em không tham gia hạt được, thành ra em chưa được vào lớp với thầy cho giúp em với. Bây giờ em biết bạn lớp trưởng mình là ai chưa? Hình như là bạn Mấy bạn bạn trong lớp nhóm trưởng. chung với nhóm 7 rồi thầy cho em vào với. Vậy thì em hỏi ý kiến nhóm 7 đi, nhóm 7 ok cho em vào thì em vào thôi. Em vào thì em nhắn bên group như nào. Khi em vào nhóm 7 thì trên cái Facebook của mình á, nó có cái danh sách nhóm, em liên hệ với cái bạn trong nhóm 7 để add em vô cái group Facebook của nhóm 7. Rồi xong rồi bắt đầu trong cái group Facebook đó em báo với thầy, trong group như chat đó em báo với thầy để thầy cập nhật em vô cái danh sách. Dạ, em cảm ơn thầy. Ừ. Thậm chí em có thể em comment trong một cái post nữa của thầy, rồi em tag thầy vô để em thông báo cho thầy biết là em có làm chuyện đó, để thầy có ghi nhận, thầy bỏ em vô danh sách, không có sót em. Có cái có gửi lời mời thư, lời tham gia nhóm đó trên Facebook có thể thầy thấy mình vào với. À vậy ha. Rồi ok. Cảm ơn thầy. Nếu mà không thấy được vô thì nhớ báo thầy hồi âm nghe, chứ im mà cuối điện năm không có điểm luôn á. Rồi ok, được được rồi Thái. Rồi có nhiều bạn hỏi bên phần group chat Facebook, nhưng mà đợi thầy một xíu nha. Bây giờ thầy sẽ nhóm nhóm 5 xong rồi đúng không? Không có nhóm vấn đề gì, bắt đầu thầy sẽ vô nhóm 6 thầy chat. Nhóm 6 online chưa? À nhóm nhóm 6 có online với thầy chưa ta? Dạ rồi thôi. À rồi ha, rồi vậy thì nhóm 7 đợi xíu. Một khoảng cái. Ơi. Thầy xíu Chào. Cho em hỏi nghe. chứ. Ừ, thầy nghe. Dạ, mình hạ các môn này cuối cùng là mình do mình đúc kết được cái gì thầy? Với lẽ thi giữa kỳ và giữa kỳ là mình thi những phần nào thầy? Thầy có thể giải thích được không thầy? À cái đó thì đúng là thiếu sót của thầy, đáng lẽ thầy phải giao cho mấy em. Nhưng mà vậy nè, mỗi học phần chẳng hạn như điều khiển mờ, điều khiển thông minh, giải thuật di truyền, mỗi phần như vậy sẽ có một cột điểm tương ứng với một bài tập, thì mỗi với cái bài tập như vậy thầy sẽ cộng lại một cột điểm, thấy không? Cái một mấy cột điểm nó sẽ cộng lại chia trung bình ra được một cái điểm, được chưa? Rồi hình như là mấy em cũng phải thi cuối kỳ nữa, thì thi cuối kỳ thầy sẽ lấy một cái bài thi, rồi thầy lấy cái bài thi đó thầy cộng lại cái cột điểm đó thầy chia ra. Còn tỷ lệ thì để thầy bàn lại với thầy Hoàng sao. Nhưng mà nói chung là mỗi khi mấy em học, chẳng hạn như cái đề thi bài bồn nước này nè, nó sẽ là một cục điểm của mấy em. Rồi cái bài điều khiển thông minh neuron á, sẽ là một cục điểm. Rồi giải thuật di truyền sẽ là một cục điểm. Mình sẽ có ba cái tương ứng với ba cục điểm cộng lại chia ra. Rồi mấy em thi có một cục điểm nữa cộng lại chia ra tiếp. Còn tỷ lệ thì để thầy báo với mấy em sau, thầy bàn lại với thầy Hoàng với trường để thầy báo với mấy em sau nha. Em nhắc cho thầy cái này được rồi đó. Nhỏ em có mang. Ừ, ok. Nếu mà trong vòng khoảng một tuần mà thầy không nhắc thì nhớ tag thầy trong comment để hỏi thầy nha. Tại có thể thầy lu bu thầy không nhớ. Nó ảnh hưởng tới mấy em ha. Rồi. Rồi. Khoảng cho thầy ngồi chút xíu thì tĩnh tâm lại cái choáng váng quá. Ủa cái bạn Thái là cái gì Thái ta? Nãy bạn Thái xin vô là cái gì Thái ta? Nguyễn Thanh Hoàng Thế thầy thầy Nguyễn Thanh Hoàng Thế Ừ thầy biết rồi. Nguyễn Thanh Hoàng Thái.
Rồi xong rồi đó ha. Thấy lưu cái đường link bên phần chat cho Thái coi ha. Đó là cái có thể làm vô sao em không biết. Dạ dạ. Rồi. Rồi trước khi qua nhóm 7 mình giải quyết một số cái câu hỏi của một số bạn. Đây. Sau phần giải ba hai báo giải thuật mờ ngó ra bị thai không có công tăng. À rồi, ok. Như vậy nè. Đây là cái bài của nhóm mấy đây? Nhóm 3. Nhóm 3 Phụng nè, lưu ý nè Phụng. Em thấy cái khối inbox của em không? Nó là hàm liên thuộc. Có cái dạng giống như là hình tam giác hoặc là hình, nhưng mà nói chung ở ngõ ra của em thấy không? Em lúc mà khai báo khối điều khiển mờ nó cho phép em chọn Sugeno hay là Mamdani. Thì em đã mặc định em chọn Mamdani rồi. Thành ra bây giờ ngõ ra của khối mờ em bây giờ là có khối ra mỗi mờ là Mamdani. Thành ra em không thể nào chọn constant được. Ban đầu vừa tạo khối mờ em phải chọn Sugeno. Được được chưa Phụng? Lúc ban đầu em chọn Sugeno luôn mà thầy. Không, ban đầu mày không chọn Sugeno. Em thấy cái fit variable của em không? Nó là Mamdani. Rồi bây giờ vậy nào? Bây giờ em share cái màn hình MATLAB của em lên, em đánh Fuji được không? Em đánh rồi thầy. Rồi bây giờ share màn hình của em lên cho thầy coi đi. Nhóm 7 vừa khó đợi xíu nha, để giải quyết của bằng này cho xong cái. Ok, em đánh Fuji đi. Fuji rồi Enter. Em đánh Fuji rồi Enter. Em quét cái đó để làm gì ạ? Em thấy. Em đánh chữ Fuji đây rồi Enter đi. Không phải. Em đánh Fuji bên trong cái cửa sổ lệnh MATLAB. Còn cái gì rồi em đang tạo một file mà có chữ Fuji, nghĩa là em đi gọi cái lệnh Fuji. Hiểu không? À khoan cái, từ từ. Đó, ok. Đó. Bây giờ vậy nè. Cái mà phía sau lưng em á có cái ngõ ra là Sugeno đó, em xóa nó đi. Em tắt nó đi. Cái này thôi. Không, cái trước mặt em thì là Sugeno đúng rồi, còn cái phía sau của em là Mamdani đó, xóa nó đi. Xóa luôn à? Ừ, xóa đi. Dạ. Được rồi. Rồi ok, em khai báo trong đó, em double click vào Outbook đi. Em double click vào Outbook. Outbook. Đó. Em thấy em công tăng được mà. Được rồi. Em chọn khi nãy, nghĩa là em đã chọn lỡ chọn Mamdani mà em không nhận ra. Cho nên nó không cho em khai báo công tăng. Bây giờ em chọn Sugeno nó đã cho báo công tăng rồi. Thấy không? Rồi, rồi cảm ơn thầy. Ok, mọi Nguyễn Phúc Khải mở máy lên, mở cái hỏi cái gì? Dạ, cũng y như cứ nãy thầy, nhưng mà làm sao để mình lưu thầy? Rồi ok, em mở cái MATLAB của em lên đi. Ví như em gọi tới nó vào, ví dụ như em có chuyện bận nhưng mà em tác mà nó không biết. Sell export to. Em bấm sell export to có nghĩa là em sẽ lưu nó thành một cái file chấm .fix. Em xem màn hình của em ra thì thầy nói sẽ chính xác hơn.
che được màn hình không? Ok. Được chưa này? Thầy thấy chưa thầy? Thầy thấy. Ý, khoan từ từ. Rồi khoan. Em share mà em không phải share toàn màn hình. Em share một cái thẻ. Khi em mở ra nó mở cái thẻ khác thì nó không còn cho cái thẻ thay cái thẻ cũ nữa. Hiểu không? Share toàn màn hình đi. Dễ hơn. Nghĩa là một cái sổ thầy hay là một thẻ này? Không, toàn màn hình, nó có chế độ share toàn màn hình. Toàn hình nãy em cũng vô toàn màn hình của bọn mà. Chà khổ ghê ha. Điện áp vừa là 10V và điện áp đó, đó em share toàn màn hình rồi đó, mở ra đi. Rồi được chưa thầy? Ừ, đúng rồi đó, mở ra đi. Rồi, đó, đúng rồi đó. Ý là em điền mấy cái này rồi đó thầy, nhưng mà ví dụ như em có chuyện bận thì em lưu á, em có thấy nó lưu mà sau khoan, em khoan. Vô file cái nó bị mắc hết thầy. Bây giờ em vô file từ từ, em vô file đi. Export á, to file, cắm vô đi. Rồi em lưu với cái tên ABCD vậy đi. Ừ, phải đổi tay chứ không được lưu tay này. Em lưu cái tên nào cũng được hết đó. Mà em lưu vào cái đường dẫn nào MATLAB nó hiểu nha. Rồi, sell đi. Rồi, tắt hết trơn đi. Tắt hết trơn. Đừng có tắt cửa sổ lạnh MATLAB nha. No. Sell cái gì đó. No. Sell trên diệt không, no. Rồi, bây giờ em vô MATLAB đi. Em đánh Fuji lại. Rồi. File. Chọn file. Import from file. Rồi em lưu cái nãy ở đâu vậy? Đó mở đi. Mở được chưa? Rồi. Có nghĩa là bây giờ tưởng là không cần cái file chấm fit của em á, cái file chấm fit của em bây giờ nó là toàn bộ cái khối mờ của em đó. Rồi, ok. Rồi, có ai hỏi gì nữa không? Bây giờ nhóm 7 là thầy mới trao đổi xong chưa ta? Nhóm 7 online chưa ta? Nhóm 7 mà chưa online nói chuyện thì online với chuyện nó thầy ha. Rồi nhóm 7 online được chưa? Ôi nhóm 7 rồi hả? Ok, nhóm 7 rồi thì nhóm 8. Ok. Này thầy xem. Nhóm 8 không thấy gì hết ta. Rồi. Nhóm 7 online đi, nhóm 7 online đi. Rồi nhóm 7 coi clip tình hình sao em? Ổn không?
Alo nhóm 7. Dạ, dạ. Thực ra thì tên vừa rồi em bình quả vậy là quên đâu chưa xem nó thôi. Dạ, em mới đang xem clip 2. Rồi được rồi, nói chung là tình hình như vậy thôi, ráng coi đi. Chứ cũng không có, không coi thì cũng đâu có trao đổi được gì đúng không? Đã không nghe giảng rồi làm sao mà hỏi biết trả lời sao? Không 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 gì, nhưng mà nói chung là mấy em bị trải lắm rồi đấy. Cố gắng coi đi. Còn lớp nhóm mình không lẽ cả nhóm không coi gì hết sao? Có bạn nào coi chưa? Dạ, thế hồi mình bạn thử. À, còn mấy bạn trong nhóm mình ở đâu sao rồi? Dạ cũng đang xem rồi. Mấy bạn đang xem nhưng mà có là bạn nào đã thử tạo khối Fuji trên MATLAB Simulink chưa? Có ai đã thử tạo MATLAB trên Simulink nó bóc khối chưa? Dạ em chưa, chắc em dành ngày chủ nhật để xem lại hết. Ok, nói vậy nè. Thôi được rồi, nói chung là mấy em nói vậy thầy biết tình hình mấy em vậy rồi. Bây giờ mấy em nghe lời thầy làm cái này cho thầy ha. Đợi thầy xíu. Rồi bây giờ nhóm 7 mình thấy cái danh sách playlist dạy học điều khiển thông minh không? Dạ thấy. Dạ dạ. Mấy clip khác thầy không biết mấy em coi hay không? Coi giùm thầy liền hai clip này, clip thứ tư giới thiệu môn học và clip thứ bảy hướng dẫn cơ bản về điều khiển mờ. Coi hai clip này trước, coi hai clip này xong nhắn trong group chat của lớp mình á, nhâm xin lỗi, group chat của cái nhóm mình á, là các em đã coi rồi, báo cho thầy biết cái chuyện đó nha. Để chờ để thầy, để thầy coi tình hình thế nào được không? Dạ được thầy, dạ được thầy. Ừ, mấy em nói mấy em thứ chủ nhật coi như vậy thì sáng thứ hai nhắn trong thầy, trong group chat giùm thầy nha. Dạ dạ, tụi em có thời gian tụi em sẽ cố gắng coi thầy. Nói chung là thầy không có bắt mấy em này nọ đâu, thầy hiểu mấy em cũng bận bịu, nhưng mà tại vì mình sẽ có một cái deadline cuối kỳ, có cái điểm mình cũng phải làm sao có đủ chuẩn đầu ra, thành ra mấy em cố gắng nha. Dạ dạ. Rồi, ok ok, chào. Rồi vậy bên nhóm 7 không có câu hỏi nào thì mình gọi nhóm 8. Nhóm 8 không nhìn thấy cái group Facebook vậy ta? Dạ em mới nhắn với thầy thôi. Nhắn trong đây, trời ơi ông ơi, để tôi nói ông cái này, bị lộn cái chỗ này nè. Ông chỉ cần ông sửa một chút là tôi sẽ không tìm ra ông luôn. Đây. Mấy em có thấy vấn đề của mấy em không? Nè nhóm 8 nè. Em thấy nhóm 7, nhóm 6 không? Nhóm 7, nhóm 3 không? Nhóm 7, nhóm 3, nhóm 1 nè. Cái dấu gạch của em, cái chỗ này khoảng trắng, rồi tới dấu gạch nhỏ, rồi tới chữ nhóm 8, nhóm phải viết qua. Em phải đúng cái chuẩn đó thì thầy mới tìm ra em nổi, còn em không đúng chuẩn đó thầy tìm không có ra. Dạ, dạ, dạ. Được chưa? Dạ. Rồi, ok. Bây giờ tình hình coi clip sao rồi nhóm 8? Em cũng chưa coi hết thầy, với clip em cũng clip 1 em cũng coi có xíu. Thôi được rồi, nhóm 8 này nguyên cả nhóm 8 đều vậy hết không, hay là có bạn cũng coi được nhiều hơn rồi? Coi được rồi thầy, coi nhưng mà coi 2-3 lần đó thầy. Với lại có phải cái trong cái mắt lát này nè mà đang chạy cái thứ mượn bị lỗi hiện lên chi là. Nếu bị lỗi thôi mở thì coi sao. Còn mà chưa coi kịp đó, thì cứ coi đi ha, rồi có gì báo thầy. Biệt thầy nói như nào. Mấy em nào mà thời gian quá cấp bách thì mấy em coi cái này cho thầy. Thời gian nếu mà quá cấp bách thì mấy em coi liền hai clip này cho thầy, clip thứ tư. Có em nào đó tắt mic giùm cái đi, có anh bé đó tắt mic nha. Rồi để chừng nào mà nói chuyện với thầy thì bật mic nha. Thì em nào mà thời gian gấp quá coi liền giùm thầy clip thứ tư giới thiệu môn học điều khiển thông minh, với coi liền giùm thầy clip thứ bảy là hướng dẫn cơ bản về điều khiển mờ. Hai clip này là hai clip trọng yếu, buộc phải coi. Gấp quá thì phải coi trước hai clip này rồi báo với thầy, rồi bắt đầu coi mấy clip còn lại ha. Rồi thầy bây giờ mình mới lỗi đi thầy. Rồi ok, em mở lỗi thầy coi. Dạ dạ. Em share màn hình đi. Thực ra là khi em bị lỗi không nhất thiết phải trong buổi học mấy em báo đâu, mấy em chụp hình hoặc là mấy em quay phim rồi mấy em gửi trong cái comment, trong một cái post đó của thầy,
hỏi rồi tác thầy vô để thầy khi nào thầy rảnh đó, thầy có thể mở ra thầy trả lời cho mấy em, không nhất thiết trong thời gian học nha. Rồi chạy đi. Em chạy thầy. Ừ chạy đi. Hiện giải lỗi này nè. Từ từ để thầy coi lỗi gì. Current is reserved for MATLAB. Rồi. Thư mục hiện hành. Bây giờ em mở ra cửa sổ lệnh MATLAB đi. Em mở cửa sổ lệnh MATLAB ra cho thầy đi. Yeah. Em chọn thư mục hiện hành. Đừng phải là cái thư mục bin. Thấy cái chữ C, program file, rồi polyspace, rồi 2020A, rồi bin không? Em chọn thư mục hiện hành là thư mục khác. Đừng chọn thư mục bin này. Ở đâu vậy thầy? Đó, em thấy cái thư mục hiện hành nè. Không, đến cho xuống. Đó, vừa rồi kéo lên đó, C, program file đó. Trên, dạ, phía dạ. Trên. Phía trên. Trên nữa, di chuyển chuột chậm chậm thôi. Đó. Ừ. Em kéo tới cùng, em di chuyển con chuột tới cuối cái hàng luôn đi. Cuối dạ. Cái hàng cùng, không, cuối nữa. Qua bên tay phải. Không, tay phải chứ phải tay trái. Qua bên tay phải, di chuyển xa ra nữa. Cuối cùng nó có cái mũi tên trỏ xuống đó, có cái thanh trỏ trượt trỏ xuống đó. Dạ. Đó, tiếp vô. Chọn thư mục khác, đừng chọn thư mục đó. Dạ. Hoặc là em copy cái đường dẫn đó một thư mục nào đó khác. Rồi. Dạ. Vừa chạy lại nè. Chọn thư mục khác đi rồi chạy lại. Cái thư mục mà em chứa cái file chấm fit đó chứ thư mục ở đâu? Dạ. Desktop rồi. Desktop thì chỉnh cái đường link desktop đi. Còn nếu không có thì chịu khó copy cái đường link mà nó chứa thư mục đó, paste vào trong cái, có dán vào trong cái thư mục hiện hành đó, hiểu không? Dạ. Đi em chạy thử thôi. Nói chung thầy đợi dạ, nói chung thầy. Làm đi dạ, dạ. Làm liền đi thầy đợi làm luôn đi dạ. Ừ làm liền luôn, nói chung làm liền nữa, tại vì ông làm cái nào thầy đó cũng bị lỗi nữa à. Nhưng mà thôi chung nói chung đợi em, thầy cũng ngồi thầy xả vàng chút nãy giờ nói khang cổ họng quá. Bay dán vô, chỉ con chỏ vô đó rồi dán vô. À, copy vô hả thầy? À, copy cái đường link bỏ vô á. À, không? Dạ. Ừ. Đó, copy đường link. Đó, phía trên đường link đó, copy. Rồi, bỏ qua bên cái MATLAB. Bay, dán vô, rồi enter. Rồi chạy đi, chạy thử coi còn lỗi không. Được rồi, còn lỗi không? Dạ, thấy lỗi rồi thầy. Ừ rồi hết lỗi ổn rồi đó. Rồi. Dạ. Nhóm mình là nhóm mấy ta? Dạ, nhóm 8 rồi. Nhóm 8 còn câu hỏi gì không em? Tại cho em hỏi xem màn hình. Ừ hỏi đi, xem màn hình đi em. Dạ. Em dừng xe đi. Dạ. Ai hỏi xong rồi đừng dừng xe màn hình, rồi các bạn nào mà cần trong nhóm 8 cần hỏi trước, còn bạn nào dạ, mà không phải nhóm 8 cần hỏi đợi chút xíu ha, đợi nhóm 8 nó xong cái. Dạ, ý là em có vô tình em thấy một cái video điều khiển bồn nước đơn của thầy kìa. À, ấy là em vô nó em thấy có một cái khối là FCN mà em tìm trong thư viện qua em không thấy khối FCN. Mở cái cửa sổ lệnh MATLAB lên. Em xem màn hình đi. Dạ. Xem màn hình nè. Dạ thầy thấy màn hình em chưa thầy? Rồi thấy em. Dạ, em vô thư viện dưới đây nè thầy. Rồi. Bấm vào FCN em không tìm được. Từ từ thấy. Cầm con cái trượt cái bên phải đó kéo lên cho xuống rồi. Dạ. Cầm cái trượt trượt kéo lên cho xuống. Từ. FCN. Khoan từ nha. Em chọn vô bên cái bên trái nó có Simulink nè, rồi Continuous đó, em chọn cái Continuous cho thầy đi. Đây. Ờ đó, kích vô. Dạ, rồi cầm con chuột kéo lên kéo xuống cho thầy coi. Khoan đợi thầy một xíu nha. Dạ. Cứ để màn hình gì để thầy bật MATLAB của thầy lên thầy coi một xíu. Cái FCN anh em đánh chữ F viết qua coi làm sao. F viết qua coi. Rồi thôi được.
chứ không có cái khối F C N F viết hoa cũng không được thầy ạ. Rồi đợi thầy một xíu để thầy mở cái MATLAB của thầy ra ha. Nói chung thư giãn 5 phút đi, lớp mình nãy giờ học cũng không có ai thư giãn gì hết, ngồi nghỉ xíu. Mở MATLAB rồi mỗi lần mở xong là 5 phút ngồi đợi. Sao tình hình mấy em cách ly, còn ai bị cách ly nữa không? Anh chiều nói vậy em bận ở nhà thôi. Vậy ha. Ủa mà ngoài Đà Nẵng bây giờ là còn bị cách ly nữa không ta, hay là bây giờ là ra ngoài ăn uống được bình thường, đi chơi được bình thường hả? Dạ, ăn uống được rồi. Ăn tại chỗ luôn hả? Dạ được rồi. À. Chỉ còn 3 vụ trương nữa thôi. Vậy nè. Nói chung là đầu dịch thì ai cũng la là phải phong tỏa đi, đảm bảo an toàn, còn cái mạng là còn tất cả, phong tỏa cho 4 tháng xong rồi bây giờ xanh mặt hết rồi, giờ ai kêu phong tỏa nó nhào đập nó luôn, chịu hết nổi rồi. Ủa chứ lớp mình học vậy là năm mấy là ra trường ta? Dạ năm hay đúng là năm 2022. 2022 tháng mấy ra trường? Dạ, như cái này em không rõ. Chưa đăng ký được hai đấy thôi. À, nói chung ra sớm đi chứ đừng có để dịch bệnh nó làm trễ của mấy em ra. Ra sớm nó còn cơ hội chứ ra trễ đợi dịch cái lây quay cái cơ hội nó mất cũng. Trừ dịch miết rồi làm như thấy được rồi, thấy còn quằn quằn. Hết nữa. Nổi Delta dạ. Xong giờ tới Delta Plus nữa, dạ. Lây nhiễm cao hơn 10%. Nghe mới, xong rồi tới. Dạ mới cách đây mấy bữa thấy có mấy ca nữa dính lum tùm. Trừ đau giống đau quán đồ ngồi thôi. Nói miễn dịch cộng đồng vậy thôi chứ đối với Delta đã không còn miễn dịch cộng đồng rồi, đối với Delta Plus này thôi chắc thế hệ của thầy với mấy em là coi như không thể loại bỏ nó rồi đó. Chứ sống chung bán rồi thầy ơi. Sống chung. À thầy cho em hỏi, hồi nãy mà em hỏi mấy cái copy với thầy kìa, lắm lại mỗi lần mà mình dụ mình tạo một khối mờ khác, khối QG khác là mỗi lần mình chạy mình vẽ một cái khác là mình phải copy cái đường dẫn nó vô hả thầy? À, như vậy nè. Cái đường dẫn mà trong thư mục hiện hành đừng bao giờ là file bin. Là file khác là được, là cái đường thư mục khác là được. Không dạ, sao dạ, hết. Dạ, dạ. Là vì sao em vẽ cái khối mờ khác là em vẫn chạy được bình thường đúng không thầy? Đúng rồi, không miễn bỏ. Là cái thư mục hiện hành đừng phải là cái thư mục bin. Tuy nhiên chẳng hạn như em tạo một khối chấm .fix, em tạo một khối mờ thì yeah. MATLAB nó phải hiểu cái khối mờ của em đang ở đâu. Có nghĩa là trong cái cửa sổ lệnh MATLAB chỗ này nè. Để thầy mở cái chiếu em. Nè. Bây giờ em dừng chia sẻ rồi thầy. Ờ em dừng chia sẻ đi. À, cái thầy nói cái attack đó này. Thầy xíu nha. Rồi mấy em thấy cửa sổ lệnh MATLAB của thầy không? Alo? Rồi thầy. Dạ, thấy rồi thầy. Như vậy nè, để mà thư mục .fix của em á, cái thư mục mờ của em nó hiểu được, nó chạy được, thì em phải set path được, MATLAB này phải set path được, nó hiểu được cái đường dẫn đó. Mà muốn nó hiểu được cái đường dẫn đó, thì em phải chọn cái chỗ này nè. Chỗ nào nó set? Nè, set path này thấy không? Dạ dạ, nó coi clip cũng có rồi. MATLAB nó chỉ có thể hiểu những cái file mà nằm trong những cái thư mục này thôi. Còn nếu mà em có một cái file .fix hoặc là một cái file gì đó mà em cần chạy nó thì em mà nó không có trong cái danh sách này thì em phải add folder. Dạ dạ. Add folder vô. Thì nó mới hiểu những file nằm trong folder đó thì nó mới chịu chạy cái file đó. Thấy không? Còn cái thư mục hiện hành này mà bin cái là nó không chạy gì đâu. Em phải chọn thư mục khác, không phải thư mục bin mới được nha. Rồi dạ. Được chưa? Dạ được rồi thầy, cảm ơn thầy. Ừ rồi, đợi thầy xíu nha, Simulink của thầy nó mở một lần nó vậy đó em thấy không? Nhấn enter rồi là phải đợi. Đợi gì thôi, ngồi nói xàm chút luôn chứ giờ đơ.
ơi. Trong lúc nó chạy vậy thì có bạn nào có câu hỏi nào khác không? Để thì thầy trả lời, tranh thủ trả lời luôn. Hoặc có câu hỏi nào? Nói chung trước mắt mình sẽ có 3 bài tập cộng điểm. Ba xin lỗi, 3 bài tập là 3 cột điểm. Thứ nhất là điều khiển Fuji, thứ hai là neuron, thứ ba là gì nè, thứ ba là cái giải thuật di truyền. Mỗi phần sẽ tương ứng với một bài tập. Ba bài tập đó cộng lại chia ba ra thì em sẽ được một cái cột điểm, là cột điểm học trong lớp, điểm quá trình á. Và em sẽ có một cuộc thi nữa. Cuộc thi nó sẽ là một, tại vì bây giờ là đang thấy online nên thầy không biết là Đông Á họ sẽ quy định cái kỳ thi này như thế nào. Cột điểm quá trình, cột điểm kỳ thi, hai cột điểm này sẽ được chọn hai cái trọng số ha, để ra được cái điểm tổng kết cuối cùng của mấy em. Điểm tổng kết cuối cùng đó trên năm thì mấy em đậu. Nói chung cố gắng làm, tự mình làm cú bắp cỡ nào thì cũng sẽ trên năm trở lên. Còn em chép bài của bạn khác ra ra mà phát hiện được là bị một cục không nha. Mình có ba cục điểm thôi, bị cục không gỡ mệt lắm á. Ơi. Trong lúc đợi MATLAB của thầy nó mở thì để mà tìm cái khối FCN cho mấy em á, thì có bạn nào có câu hỏi nào khác không? Đó, mai có câu hỏi gì thích ngồi nói chuyện xàm xàm chút, ai có chuyện xàm gì lên kể một chút đi, cho đến khi nào mà cái Simulink của thầy nó mở ra. Mày thấy cậu hình sao mà lâu vậy thế? Ừ, nói chung là cái máy của thầy nó hơi yếu em ơi, thông cảm. Đợi đợt này có cái học phí của mấy em á, thầy mua một cái CPU mạnh mạnh hơn chút. Em đang còn lừa đấy à? Nợ nợ môn hả hay sao? Nhờ chế độ học phí. À vậy hả? Nói chung là cố gắng subscribe thầy đi. Đến lúc mà kết thúc cái môn này mà lỡ có quên hay có gì đó, vô mấy clip học coi lại. Đang đợi nghe nói nút vàng là phải 100.000 súp lận, mà mười mấy năm nay mới có 8.000 mấy súp à. Không biết bao giờ mới có nút vàng. Và 1 triệu sắp luôn thế ạ. Nút vàng 1 triệu luôn ha. 100.000 là được nút gì ta, nút bạc ha. Rồi đây, được rồi nào, để thầy xem màn hình. Rồi, thấy màn hình của thầy không? Để có thầy. Ok, thấy màn hình của thầy rồi nè. Thì cái Simulink mấy em mở ra. Plain model này thấy không? Tạo một file Simulink. Rồi nữa. Mười mấy năm trời, từ hồi 2010 tới giờ, 11 năm được 8.000 mấy xúc. Nè, kích vô cái library browser này ha. Còn trường hợp mà thật sự làm như như thầy mà mấy em cũng không ra được á, là mấy em coi chừng có nguy cơ phải cài lại MATLAB. Đây nè, chẳng hạn như em đánh FCN ha. Đây nè, FCN nè, em có thấy khối này không? Không có luôn thầy Dạ ạ. không hề. Không có luôn hả? Đâu, bây giờ mấy em share lại cái màn hình của mấy em coi. Em nào đó hỏi đó, share lại màn Xem hình màn của hình mấy em thanh một kìa. lần nữa.
Là thấy màn hình em chưa thầy? Chưa thấy nè, đen thui à. Để em à, em thấy thấy màn hình em rồi, thấy màn hình em rồi, nhưng mà em chọn ngay cái MATLAB đi. Thấy màn hình em rồi đó. Ừ. Dạ đây thầy. Kéo lần kéo xuống coi. Không có thầy. Từ từ em kéo từ. Transfer function không phải. Lift MATLAB. Từ nha. Từ. Em kéo lên nữa, em kéo lên nữa coi. Simulant của em là nó ghi số 9 đúng không? Dạ. Từ giữ nguyên đó nha, để thầy coi số 9 của thầy bên thầy là của bên thầy thì nó là số 10. Được, giữ nguyên để thầy dò từng thứ bên đây. Interpreted MATLAB. Tensor Function Lit Lab. Một transfer function. Đừng để nguyên. Transfer function lit or lag. Transfer function zero. Interpreted MATLAB function. Transfer function. Rồi, nó lag luôn. Của em có tất cả các khối nhưng mà lại không có FCN. Em đánh chữ function luôn coi sao. Đánh chữ function luôn. Dạ. Cầm kéo xuống. Kéo xuống nữa. Từ. Của em này vừa bị ấn bây giờ lại ra là rồi thầy ạ. Vậy hả? Vâng. Rồi kéo xuống nữa coi, em kéo xuống nữa coi. Khoan từ. Kéo xuống nữa coi. Kéo xuống. Khi nào thì kêu dừng thì mới dừng nha. Của em không có luôn. Dạ. Bây giờ em bấm User Define Function, coi bên dưới tay trái nó có chữ User Define Function, phía dưới. User Define Function. Không có luôn. Có bạn nhắn gõ FU để em nhắn thử thì. Ừ, nhắn thử coi. Thực ra mình có cái khối để tương đương cái chữ FCN đó, cái khối đó có thể thay thế được. Khoan, từ. Không, kéo xuống đi em. Thì cũng vẫn không có luôn. Rồi từ, bây giờ vậy nè. Trường hợp này xui xẻo, em không có. Bây giờ có hai phương án cho em chọn lựa. Thứ nhất á, là em hết buổi học hôm nay, em tắt máy, em mở lại MATLAB. Sau đó em mở lại giống như thầy tìm gì đó, coi có cái FCN đó hay không. Nếu không có nữa, thì một là em phải cài lại MATLAB. Hai là em sẽ dùng một khối thay thế, và cái khối thay thế đó em coi cái khối này nè. Dạ. Rồi em dừng trình bày đi cho thầy trình bày. Dừng trình bày đi. Hôm trước em cũng không có khối FCN luôn. Nếu không có khối FCN đó thì em mò để em thay một cái khối thay thế. Từ nha. Nói chung á, một cái công việc gì mà em giải quyết thì tự nhiên em sẽ có kỹ năng. Mà em càng gặp rắc rối lớn em giải quyết xong, kỹ năng em lên càng cao. Cho nên nó cũng đừng có lo lắng gì cái chuyện này ha. Để thầy gửi qua cái... Thứ nhất là thầy gửi em bên phần chat, đó là link học MATLAB cơ bản từ đầu tới cuối. Thứ hai nữa là thầy hướng dẫn các em cái khối MATLAB function.
thầy sẽ gửi liền cái link đó để qua đây thầy xíu. Em sẽ thay khối FCN mà em đã không có bằng cái khối mà thầy gửi bên bên cái đường link bên phần chat á. Thấy không? Dạ em thấy rồi thầy. Mò coi đi. Rồi nói chung tạm thời giải quyết của em được vậy thôi. Có gì làm đi rồi bí nhắn trong group chat hỏi thầy tiếp ha. Dạ thầy. Rồi ok. Nhóm 8 vậy là xong rồi đúng không? Tới nhóm 9. Thầy cho phép em mau mic ra em coi video được không? Ok được không vấn đề gì. Cái mic này thầy sẽ gửi lên cái YouTube rồi. Mấy em chịu khó đợi suốt khoảng nửa tiếng khi mà kết thúc cái buổi học khoảng nửa tiếng tới 45 phút thầy mới đau về được rồi thầy mới up lên clip. Có thể tới dạ. Sáng mai rạng sáng mai thầy mới gửi đường link cho mấy em được á. Dạ dạ. À, rồi ok. Rồi, nhóm 9 online được chưa? Nhóm 9 online được chưa? Dạ em nghe thôi. Rồi, nhóm 9 tình hình coi clip sao rồi em? Ờ, hai bạn kia đang coi video còn em thì hôm bữa em có nhắn thầy là tải phần mềm đó thầy còn nhớ không? Rồi sao em? Là em tải theo mấy cái thầy đó không tải được, xong em tải cái bản 2010 thầy. Nhưng mà em làm theo cái video mô phỏng điều khiển cho hệ bốn đơn này thầy. Nhưng mà em tìm cái lúc em làm theo video giống thầy nhưng mà em lấy cái sim này ra thì lấy ra nó không giống với thầy lấy ra. Thì không sao, nói chung phiên bản MATLAB nó khác nhau một chút thì cái công cụ nó cũng hơi khác nhau, nhưng mà nó chạy được không, nó có báo lỗi gì không? Em lấy ra em thấy nó không giống với của thầy nên em lại xóa cái MATLAB. Em lại xóa thì em lại giờ đang tải lại bài khác rồi thầy. Làm một hồi lâu mà nó thấy không giống như thầy, em nghĩ là làm sai, em lại xóa là làm lại. Thì bây giờ vậy nè, cứ cài lại 2010 đi. Bản của em là chạy được môn học này rồi đó, cứ cài 2010 đi. Tại vì chẳng hạn như em chọn khối scope trong cái MATLAB phiên bản của thầy thì nó sẽ hình dạng vậy, nó ra kiểu khác của 2010, có thể nó đơn giản hơn nhưng nó cũng chạy ra thôi. Cứ cài lại 2010, đừng có cài phiên bản nào khác. Em đã cài cái đó ổn định, cứ cài cái đó tiếp. Cài xong có vấn đề gì gửi group chat hỏi thầy, chứ đừng tự tiện xóa uổng lắm. Dạ, làm em tưởng sai thì nó không giống thầy, em tưởng sai em xóa lại. Không, nói chung là nói chung chịu khó làm lại đi ha, là báo thầy. Dạ, em tải lại. Rồi còn cái còn bạn nào nữa không? Nhóm nhóm 9 nè. Nhóm 9 mà không vấn đề gì thầy chuyển qua nhóm khác nha. Trời ơi, nhóm 9 không có ai hết hả? Nhóm 9 Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Tân Tị, Huỳnh Đức Tín nè. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ nhóm 10 Cao Việt Phúc đây xếp. Dạ alo thầy, em nhóm 10. Nhóm 10, sao tình hình nhóm 10 coi clip mô phỏng được hết không em? Dạ em coi hết rồi nhưng mà còn MATLAB thì em chưa kiểu như là em chưa lên MATLAB. Còn mà ghi trên giấy thì em ghi ra là em cũng hiểu rồi, nhưng mà em chưa ghi lên MATLAB là em làm thôi. Dạ. Cài MATLAB rồi chưa? Dạ cài rồi. Mới cài xong thầy. Em mới coi video của thầy sáng cài xong chiều.
Như vậy thì em có hết mấy cái về cái điều kiện về mấy cái phép bù ấy hợp rồi, giờ em chuẩn bị em coi video về điều khiển mờ cơ bản với lại là điều khiển đơn phần 1. Rồi bây giờ vậy nè, coi clip điều khiển mờ cơ bản mô phỏng bóc khối điều khiển mờ này nó coi ra kết quả giống như trong clip của thầy hay không. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi làm cái MATLAB rồi xong là có bất cứ cái gì là gửi cho thầy rồi, rồi xong tham khảo đúng không thầy? Báo bên group chat là em chạy ổn rồi để cho thầy an tâm ha. Rồi khi thầy ok cái thì em bắt đầu em nói công việc kế tiếp em làm cái gì để thầy nghe bên group chat. Nói chung là có thể sau buổi học này em mới có thể làm cái đó rồi em báo thầy, nhưng mà cứ báo khi làm xong báo trên group chat cho thầy biết ha. Dạ em cứ làm xong khi nào là em báo thầy được đúng không thầy? Rồi còn mấy bạn chung nhóm với em sao rồi, tình hình mấy bạn thì sao? Em thì vậy đó, nhưng còn mấy bạn thì sao rồi? Dạ thì như có bạn Khải thì bạn xem hết rồi, bạn xem hết rồi. À bạn Khải thì nãy có hỏi thầy đúng không? Dạ bạn Khải đó à. Rồi bạn Khải đó, vậy là nói chung là làm cũng được nhiều rồi đó. Còn bạn còn lại thì sao rồi, tình hình ổn không? Dạ em thì cũng đang xem thầy, đang xem tới cái đoạn mà phần lòng mắt lá thầy. À nếu như vậy á thì bạn nào mà xem sao thì hỏi mấy bạn trong nhóm mình xem đầu á, mấy bạn trao đổi với nhau trước trước khi mà bạn báo cho thầy ha. Có nghĩa là mình làm việc nhóm để mình giải quyết hết những cái gì mà trong nhóm có thể giải quyết với nhau được, khi nào kẹt tới nhóm không giải quyết được thì mới báo lên group nhóm để cho thầy biết. À dạ em có ý kiến là kiểu như là một nhóm mình làm cái link như 4 người đúng không thầy, là mình làm cái link bên Google Meet rồi xong lên Meet rồi mình bật một lần 4 người xem luôn rồi xong gì trao đổi với nhau đúng được không thầy? Có nghĩa là gì nè, cái group chat mà em tạo trên Facebook đó là cái group mà em trao đổi, các nhóm em trao đổi với thầy. Tuy nhiên mấy em mà họ trao đổi riêng với nhau mà cứ chat lên đó thì thầy sẽ bị rối. Thành ra là mấy em tự tạo riêng một group khác dù của mấy em trao đổi riêng với nhau thôi, Zalo cũng được, Facebook cũng được, group chat cũng được, Google Meet gì tùy mấy em. Khi mấy em kẹt hay cái gì đó cần trao đổi với thầy thì lúc đó mấy em mới nhắn lên group chat của cái Facebook mà của nhóm mình mà có thầy đó để cho thầy biết. Hiểu thầy nói không? Dạ. À, còn mấy em trao đổi riêng với nhau mà không cần thiết với thầy, nó ảnh hưởng tới thầy thì mấy em tạo cái gì đó tùy mấy em tự trao đổi riêng với nhau. Khải hỏi gì Khải, em nói đi. Nghe Khải ơi. Cúc cô Khải. Ừ thầy nghe sao em? Trời ơi thôi em nói cái gì nhỏ xíu thầy không nghe được luôn. Em thấy trên cái hướng dẫn của thầy nó có rõ là Simulink cái thầy. À Simulink đúng. Thì nó hiện ra một cái thư viện Simulink luôn. Nhưng mà mấy em thì có Simulink thì nó ra thế này. Đó là do phiên bản MATLAB khác nhau. Những phiên bản cũ em gõ Simulink nó ra liền cái cửa sổ Simulink cho em. Nhưng mà những phiên bản mới á, khi em đánh Simulink xong á, nó sẽ hiện lên cái gì đó mà em phải chọn Blank Model. Có nghĩa là tạo ra một cái file trống, lúc đó trong cái file trống em mới chọn cái library browser được. Em hiểu không? Nè. Bây giờ thầy, cái phiên bản của thầy là phiên bản hơi mới sau này. Đợi tí chút nghe tay. Đây. Như phiên bản này của thầy khi em đánh Simulink vô thì em không có ra cái library browser liền, em phải vô cái play model trước. À, rồi bắt đầu mới có cái library browser chỗ này nè, thấy không? Kích vô thì mới có Simulink bốc khói ra. Còn những phiên bản cũ, em đánh Simulink một cái là nó ra cái cửa sổ này liền cho em. Thấy không? Rồi sau đó em mới bắt đầu tạo cái play model sau. Hiểu chưa? Cho nên cái đó là mấy em linh động nha. Được chưa Khải? Được chưa Khải? Ổn không? Ừ, nói chung là mò cái đó tiếp đi. Rồi cố gắng trao đổi với nhóm mình. Trao đổi với nhóm mình để mà nhóm mình giải quyết trước rồi mới báo thầy. Chứ lẽ tẻ báo thầy như vậy nó sẽ... thầy không xử lý nổi đâu. Lớp 50 mấy người là bó tay á. Ha. Rồi bây giờ... bạn Tây khi nãy hỏi thầy cái gì đó, bạn Tây đâu hỏi lên nói chuyện. Dạ đó. Em hỏi là có mấy phép toán logic trong mờ ấy thầy, là mỗi lần cái bài mỗi lần một bài mà mình giao ra là mình dùng cái phép nào cũng được hay là có cái gì lưu ý trong đó không thầy? Tại vì á cái logic rõ thì em cái này là nó ra cái kia, nó rất là rõ ràng.
Nhưng mà cái logic merge á là nó là một cái trường hợp mà rộng hơn logic rõ. Cho nên á, có nhiều quy luật merge, phép giao nó có nhiều quy luật, nó đều thỏa mãn hết. Và thỏa mãn trong trường hợp nào thì tự em thấy là nên xài cái nào. Dạ, do em thấy là thầy ghi từ tương đương bên trong là em nghĩ là trường hợp nào mình cũng dùng cái nào cũng được, rõ làm được hả thầy? Nên nhưng, em mà hỏi. Nhưng mà có điều là trong các clip của thầy nó cũng có nói rõ đó, có nghĩa là trong cái trường hợp này thì cái phép giao hoặc phép mà hợp cái kiểu này nó sẽ nó cái ảnh hưởng không có tốt, hoặc là nó có đặc trưng như vậy thì em nghĩ có nên chọn lựa hay không. Còn lúc mà mình ứng dụng á thì mình hiểu coi là cái phép hợp phép giao này em dùng là phù hợp thì em sử dụng thôi. Có nghĩa là em phải có sự lựa chọn trong đó. Dạ. Mấy thằng đó đó về cơ bản thì nó gần gần tương đương nhau, nhưng mỗi thằng nó sẽ có cái chốt tốt hơn xấu hơn, sau đó em biết thì em tự chọn lựa. Em nghe thầy là chọn minh, phép minh là phép tốt nhất trong mấy phép đó đúng không thầy? Đơn giản nhất trong mấy đó, đơn giản nhất, min max đơn giản nhất. Phép toán min max là phép toán đơn giản nhất. Ừ. Còn nếu mà chi ly hơn nữa, chính xác hơn nữa thì bắt đầu mỗi thằng bắt đầu ngồi phân tích kỹ hơn. Nhưng mà thường á mình dùng trong cuộc sống á, mình đâu có cần kỹ tới mức đó đâu, thành ra là min max là đủ. Cũng giống như là trong cái hàm liên thuộc đó, em học đó là hàm liên thuộc em dùng tam giác đúng không? Thực ra em có thể dùng hình chuông, em có thể dùng hình đủ thứ, hình lạ quơ là quá. Nhưng mà em thấy dùng tam giác là đơn giản nhất, nên trong mấy cái hàm liên thuộc mà toàn là dùng hình tam giác thôi mà. Dạ. Ừ. Rồi. Còn ai có câu hỏi gì không? Nè nè, cái Đông Á nhóm 1 nè. Mấy em có trao đổi gì á, tạo một group nhóm riêng trao đổi. Ha, còn em trao đổi trên cái group của mấy em á là thầy biết, cho nên nó sẽ ảnh hưởng tới thầy, nó bon bon bên thầy á. Dạ. Đúng không? Ừ. Rồi. Tới nhóm 10. Cố gắng để buổi sau mình có trao đổi là mình trao đổi trên cái bài tập điều khiển bồn nước, phân tích cái bài làm trên điều khiển bồn nước mờ, đó là đẹp nhất. Chứ bữa nào vô cũng vậy, em chưa cài MATLAB, bữa nào vô cũng em đang coi clip chưa có làm cối simulation nào, cái đó là ngày này qua ngày khác riết là thất bại á. Mình có 10 buổi học thôi à. Dạ tụi em đợi tụi em làm thầy. À. Ủa nhóm 10 kêu online đi mà sao không thấy online, nhóm 10 đâu? Em với lại là Phúc Khải với lại là Thành hồi nãy online mà thầy. Ủa vậy hả? Dạ em nhóm 10 mà thầy. À nhóm 10, vậy là nhóm 10 xong rồi đúng không? Rồi. Dạ. Rồi vậy là xong nhóm 10 rồi, tới nhóm 11. Cái nhóm 10 mà xong rồi không có vấn đề gì thì nhóm 10 cứ out đi ha. Tập trung mà coi clip hay cái gì cũng được. Còn muốn hỏi thầy cái dạ, gì? Dạ em out rồi em xem clip nhé thầy. Ok. Nói chung đừng có ngại cái chuyện là có mặt hay không có mặt, sao có hiệu quả là được. Em cảm thấy là cái chuyện có mặt em có hiệu quả thì em làm không thôi. Thầy không có bắt bẻ ha. Rồi, nhóm 11 đâu? Online gì? Nhóm 11 đó. Nhóm 11, Lê Văn Thắng, Trương Hào Kiệt, Phạm Quang Linh với Nguyễn Bảo Đăng đâu? Nhóm 10, nhóm 11, nhóm 11 đâu rồi? Chưa thấy online.
Ơi, nhóm 11 không online được sao? Nhóm 11 này bị sao vậy? Có bạn Nguyễn Văn Phú là đã biết mình nhắn rồi nè mà sao không thấy online nè. Nguyễn Văn Phú vậy ở đây không? Em lúc này hỏi thầy đấy thầy. Không, có nghĩa là vậy nè. Em mới vào thầy, em mới on. Em hỏi riêng thầy, tức là em hỏi riêng thầy, còn khi thầy gọi nhóm em thì mấy em vẫn phải có mặt. Em hỏi riêng thầy thì cái đó không bắt buộc, nhưng mà khi mà thầy nhắn trên Facebook mấy em phải online thì cái nhóm em phải online để thầy kiểm tra tình hình, hiểu không? Em hiểu không Phú? Chẳng hạn như thầy khi thầy trao đổi với các nhóm khác để, em mới on luôn thầy, em nhưng mà thầy không tính đó là cái chuyện họp của nhóm em. Dạ vâng, em mới on luôn. Rồi thì cái nhóm em mấy bạn chia xong hết rồi, xong hết tiêu trần rồi. Dạ vâng. Mấy bạn kia đâu hết rồi. Thôi được rồi, nếu mà mấy bạn kia không có thì cũng được. Chạy đi. Em hỏi em thì em có câu hỏi nào không? Thôi được rồi, chạy. Hỏi thầy rồi không có thắc mắc gì hết đúng không? Rồi nếu vậy thì tự coi clip tiếp đúng không? Rồi làm bài tập đi ha. Có câu hỏi gì không? Không có câu hỏi gì thôi, mình qua nhóm 12 nha. Dạ vâng. À. Nhóm 12 có bạn Nguyễn Quốc Thái nhận được thông báo rồi đó. Kêu bạn bè mình vô Google Meet nói chuyện với thầy coi. Còn các bạn của nhóm khác muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Dạ, em chào thầy ạ. Em là nhóm 12 à. Tình hình coi clip sao rồi mấy em? Dạ thì ở phần em có xem thì ở cái phần thầy nói là đưa bên ngõ vào chính xác về dạng ngữ mờ thì em cũng tìm hiểu thì không chưa hiểu về phần đấy lắm thầy, về ngôn ngữ mờ là như nào thầy nhỉ? Ngôn ngữ mờ hả? Dạ em xem đến đấy không thấy thầy giải thích nên là em chưa hiểu lắm. Thôi được rồi, thầy giảng nhanh qua cái sau đó em ngồi em ngâm cứu lại cái thầy giảng nha, thông qua cái clip mà thầy coi lại clip của buổi học hôm nay nha. Dạ dạ. Chẳng hạn như bây giờ một cái người họ chạy vận tốc là 100 hơi nhiều ha. Km/h đi. Nói cái này. 100 km/h. Cái này không có ai chạy tới mức này đâu. Cho cái ví dụ nó hợp lý chút. Ví dụ như có một người họ chạy được 40 km/h. 40 km/h này là rõ ràng nè. Đúng không? Con số chính xác. Nhưng mà có điều á, trong cái logic mờ này nó sẽ có sự phân biệt, đó là chạy nhanh hay là chậm hay là bình thường. Khi em nói em chạy 40 km/h, đây là một con số rõ ràng. Nhưng mà nói chạy nhanh, chạy chậm, chạy bình thường, thì thế nào là nhanh, thế nào là chậm, thế nào là bình thường? Và 40 km/h này là thuộc loại chạy nhanh, chạy chậm hay là chạy bình thường? Logic mờ nó là cái kiểu mở rộng của logic rõ. Thấy không? Bây giờ ví dụ như theo quan điểm của thầy, chạy nhanh á, 100 km/h mới là nhanh. Còn bình thường phải là 50 km/h mới là nhờ, mới là bình thường. Và chậm á là 20 km/h là chậm. Nếu thầy quan điểm kiểu vậy thì 40 km/h này nó thuộc loại nhanh hay chậm hay là vừa bình thường? Đúng không? Nếu mà thầy muốn biến một cái logic rõ 40 km/h này về logic mờ là nhanh, chậm hay bình thường, thì lúc này 40 km/h này là nhanh hay chậm hay là bình thường? Nó không phải nhanh, nó cũng không phải bình thường, nó cũng không phải chậm, gì nó là cái gì thì bắt đầu sự phân chia. Đây ví dụ như nhanh là 100 là nhanh,
Tức là thằng nào lớn hơn 100 km/h là chắc chắn nó là nhanh rồi đó, không có nói nhiều. 50 km/h, 50 km/h thì nó là bình thường. Thằng nào ngay 50 km/h chắc chắn nó là bình thường. Chậm 20 km/h, như vậy là thằng nào chạy dưới 20 km/h, không có thằng nào chạy 0 km/h hết, đứng yên, không có thằng nào chạy lùi hết á. Nếu cho phép chạy lùi luôn, ok, nó chạy thay vì chạy tới, nó chạy ngược lùi, chấp nhận phần âm luôn. Thì như vậy thằng nào mà chạy dưới 20 km/h chắc chắn là chậm, thằng nào 50 km/h chắc chắn là bình thường, và thằng nào trên 100 km/h chắc chắn là nhanh. Như vậy thằng 40 km/h nó là cái gì? 40 km/h nó nằm đây nè, đúng không? Cái thằng này 40 km/h nè, nó là cái gì? Cho nên phải có cái sự phân chia. Bắt đầu người ta xây dựng hàm liên thuộc. Thằng chậm, tại có không có bút nhiều màu ha, nghĩa là những thằng nào nó lớn hơn 20 km/h nhưng mà nó dưới 50 km/h thì nó sẽ bao nhiêu phần trăm đó chậm, và bắt đầu có bấy nhiêu phần trăm đó là nhanh, là bình thường. Chẳng hạn như cái thằng nào mà cỡ khoảng 35 km/h, thằng đó sẽ là 50% chậm, 50% bình thường, thấy không? Và càng về phía bên đây thì cái số phần trăm bình thường nó càng cao, như số phần trăm chậm nó càng thấp. Và khi nó từ 50 trở lên là nó 0% chậm, nó bắt đầu nằm trong khoảng từ bình thường tới nhanh. Đó. Thằng nào mà dưới 50 km/h là 0% nhanh, thấy không? Và nó bắt đầu nằm giữa chậm với bình thường. Còn thằng nào mà đã qua từ 50 tới 100 nó sẽ là 0% chậm, nhưng mà bắt đầu cái số phần trăm bình thường với nhanh nó bắt đầu nó thay đổi. Thì lại đây là những cái hàm liên thuộc nè. Hàm liên thuộc để chuyển một cái giá trị rõ về cái giá trị logic M. Hiểu chưa? Dạ, dạ em hiểu rồi thầy. Dạ. Ừ, một giá trị rõ, nhưng bây giờ nó biến về cái biến ngôn ngữ là nhanh, chậm, bình thường. Bây giờ rõ này thì nó thuộc về cái biến ngôn ngữ nào? Bắt đầu mình phải vẽ cái sơ đồ hàm liên thuộc ra để biết nó bao nhiêu phần trăm của cái mức độ, chẳng hạn như nhanh, chậm, bình thường thì nó thuộc nhanh bao nhiêu phần trăm, chậm bao nhiêu phần trăm, bình thường bao nhiêu phần trăm, để mình định lượng nó là nó thuộc loại chạy nhanh hay chạy chậm hay chạy bình thường. Còn nếu mà em chọn số hàm liên thuộc kỹ hơn nữa thì em sẽ có cái diễn tả về cái vận tốc này nó càng kỹ hơn. Nó là hơi nhanh hay là rất nhanh, hay là hơi chậm hay là rất chậm, kỹ hơn nữa. Còn hiện thời mình chỉ dùng 3 biến ngôn ngữ để diễn tả thôi. Rồi, hiểu không? Dạ, nếu không hiểu coi lại clip này đi rồi inbox group Facebook của nhóm hỏi nữa. Dạ, ok thầy. Okay, em cảm ơn ạ. Rồi, ok. Bây giờ nhóm mình là nhóm 12 đúng không Thái? Dạ, đúng rồi ạ. Nhóm 12. Tới bạn... 12... Bạn Phụng của nhóm 3 hỏi thầy cái gì hả em? À, bạn Phụng hỏi giống như là cái khi nãy hỏi rồi đó, có nghĩa là bạn lỡ chọn Mamdani Sugeno quá ha. Rồi. Bây giờ nhóm 13. Nhóm 13. Ủa sao nhóm 13 không thấy ta? Dạ em nhóm 13 nè. Tác thầy trong cái group chat của Facebook coi. Dạ dạ. Ừ. À, Tín nè, dạ em, thầy ơi em, chỗ em cúp điện. Ừ, cúp điện thì chút về mấy em coi clip phát lại của thầy nha. Khi nào có điện thì coi lại. Rồi có cái kẹt gì thì cứ hỏi trên phần comment, chứ không nhất thiết phải đợi tới đúng buổi học của mình đâu. Khi nào có điện hồi thì nhắn hỏi. Thì bên thầy cũng vậy, khi nào thầy rảnh thì thầy trả lời. Rồi, Đông Á nhóm. À, Đông Á nhóm 13 này lưu ý nè. Đợi thầy một xíu.
Nhóm 13 lưu ý chỗ Đông Á nè, chữ Đông Á xong cái khoảng trắng rồi tới dấu gạch trong tới khoảng trắng rồi tới nhóm 13 nha. Mấy em là để cái dấu gạch này nó sát vô chữ Á rồi sát với chữ N nên thầy tìm không ra đó nha. Nhóm 13 để ý không? Nhóm 13 online đi. Dạ có em thầy. Em thấy cái chỗ mà đặt tên của mấy em có vấn đề không? Chỉnh tìm thầy nha. Đông Á, chữ Á xong rồi tới khoảng trắng rồi tới dấu gạch. Xong rồi đó, được rồi đó. Ok. Rồi online đi rồi mấy em có câu hỏi gì không? Dạ đang làm thêm mấy cái Fuji M thầy, đang làm thêm. Đợi thầy xíu. Đang làm mấy cái Fuji M nhưng mà đã mô phỏng MATLAB Simulink rồi chưa? Bóc khối Fuji chưa? Dạ xong rồi thầy. Dạ mới vừa xong. Dạ. Mà chạy ổn không? Chạy giống như trong clip không? Dạ ra kết quả đúng như phải tính toán rồi. À rồi ok. Nếu vậy thì em coi cái phần bồn nước rồi em làm thử có điều khiển mờ cụ bắp để cho cái bồn nước làm được chưa? Dạ nãy giờ em đang coi video điều khiển bồn nước rồi thầy. À rồi ok. Coi video điều khiển bồn nước đi, xong rồi chủ động xây dựng cái bộ điều khiển mờ điều khiển ngõ ra bồn nước theo cái mực nước cho trước ha, nghĩa là so sánh giữa mực nước đặt với mà cái hồi tiếp về đưa qua khối so sánh đưa ra cái sai số e đó rồi cái số e với mà e chấm nó đưa vào cái khối mờ đó, thử cái kiểu đó coi sao ha. Dạ dạ em rồi. Rồi còn mấy bạn nhóm em ổn hết không? Dạ mấy bạn em vẫn đang coi video thôi. Nếu vậy thì mấy bạn nhóm em coi video xong nó hỏi em hỗ trợ nó để giảm tải cho thầy nha. Dạ dạ. Ok rồi rồi. Dạ em chào thầy. Rồi chào. Nhóm 2. Nhóm 13 ok rồi tới nhóm 14. Rồi nhóm 14 có đây không em? Dạ luôn nghe thưa. Cho tình hình coi clip sao không? Ổn không em? Dạ em đang làm cái Fuji nhưng mà cái đoạn cứ xem màn hình lên hỏi đi ha. Để em chia sẻ màn hình. Ừ. Ủa lớp mình là một tiết học là bao nhiêu phút ta? Như 45 hay sao thầy? Ủa một tiết học là 45 phút hả? Em cũng không biết nữa. Trời chứ thầy giảng viên thỉnh giảng thầy không biết thì ông nói gì mấy em học trong đó mấy năm trời rồi ông lại không biết. Thì thấy màn hình em chưa thầy? Rồi thấy màn hình em rồi. Em làm rồi mà em không vô được cái phòng. Từ từ. Không nhìn được cái phần thứ hai này thầy. Từ từ. Với lại là cái phần Simulink của em nó em thấy nó không có giống với Simulink của thầy. Em dùng Simulink MATLAB mấy chấm vậy? Thì em tải cái phiên bản của thầy trên YouTube của thầy. Khoan từ từ nha, bây giờ vậy nè, em tắt cái gửi sổ Simulink đó đi. Em tắt cái khối Fuji của em luôn đi. Tắt khối Fuji của em đi. Em tắt mấy cái nào liên quan tới Fuji hết đi. Chỉ cực chừa lại cửa sổ lệnh MATLAB thôi. Cứ no. Rồi. No. Rồi cửa sổ lệnh MATLAB đánh. Đầu tiên là em khai cái báo khối mờ nó bị lỗi đúng không? Dạ. Đánh Fuji vô. Rồi, đợi xíu. Ủa em đánh Fuji bằng hay là Fuji? Sao thầy? Em đánh chữ Fuji rồi Enter coi làm sao. Dạ. Sao nó hiện ra kỳ vậy, đánh Fuji rồi Enter coi.
Để em test MATLAB em mở lại thử. Trời ơi, đợi MATLAB lại cho đợi chết luôn nha. Học nghe lời thầy đi, cứ đánh Fuji rồi enter cho thầy coi cái đi. Trời ơi, ta đâu có kia tắt MATLAB đâu. Tắt MATLAB mở lại lâu lắm. Của em mở nhanh. Máy em máy bao nhiêu ghi mình mở nhanh vậy? À, đánh Fuji đi em. Enter. Thầy nói với em rồi, những cái thư mục nào mà chứa file MATLAB em đừng có để tên tiếng Việt có dấu. Dễ báo lỗi lắm, thấy không? Cái nào chứa cái file MATLAB em đừng có để tên tiếng Việt có dấu. Như khi nãy em vừa vô cái ba cái warning đó là nó báo em là em đang chứa những cái file MATLAB trong những thư mục có dấu đó nha. Dạ. Rồi. Em bị lỗi nào? Thầy thấy em mở bình thường mà. Em làm mấy nãy em làm xong hết cái phần input với output rồi, nhưng mà tới cái đoạn lực tới lượng lực, ok. Nhưng mà em đã nghe nè, em đang chọn cái này là mắt cái khối mờ Mamdani nha. Không, Mamdani cũng không sai, nhưng mà thầy muốn quy chuẩn mấy em về Sugeno để cho mấy em dễ xử lý, hiểu không? Em vừa vô em đã chọn su Mamdani mất tiêu rồi, em mặc định nó chọn Mamdani, em chọn Mamdani luôn rồi, chọn Sugeno cho thầy. Rồi tắt Fuji làm lại đi, tắt Fuji làm lại đi. Đánh Fuji lại. Enter. Từ từ, đừng gấp nhanh nha. File. Chọn file. New feed. Sugeno. Rồi, kéo cầm cái cửa sổ kéo xuống. Rồi. Cái mầm này bỏ đi. Tắt đi, no, không có lưu gì hết á. Rồi. Rồi cái này em khai báo vào ra đi. Rồi ok, cậy nó. Bây giờ bấm con ra coi. Bấm cái màu xanh dương á. Rồi tắt đi. Dấu chéo. Rồi bấm vô cái gì đó, cái khối trắng trắng mà khai báo luật ở trong á. Double click vô. Khối trắng trắng. Dạ, cái được rồi thầy. Ừ. Rồi ổn ha. Dạ, với là cái phần Simulink của em nó nói thầy. Mở Simulink đi, bị lỗi sao? Là em mở mà nó không giống của thầy à? Nó không giống là do phiên bản khác nhau. Nói chung là có những cái hướng dẫn trên mạng của thầy đó là thầy sử dụng phiên bản 6.5, có lúc thầy sử dụng phiên bản 2.17, có lúc thầy sử dụng phiên bản 2.19. Thầy là cứ cài phiên bản thì phá xóa cài tùm lum hết đó, thành ra là nó không có đồng nhất là bình thường, không có gì là sai hết ha. Vậy là giờ Simulink em như vậy là làm được đúng thầy? Thì chưa có bị lỗi gì mà, em có bị lỗi thì mới báo thầy chứ. Dạ. Mà chưa lỗi đúng không? Chỉ thấy khác thôi đúng không? Dạ. Rồi thì làm đi, có gì báo lỗi thì báo thầy. Dạ. Rồi. Ủa nhà em là nhóm mấy ta? Dạ nhóm 14 thầy. Nhóm 14 hả? Nhóm 14 còn câu hỏi nào nữa không? Nhóm 14 còn câu hỏi nào nữa không? Nếu mà nhóm 14 cũng không có câu hỏi nào đó thì nhóm 14 có thể out ra để làm việc, không vấn đề gì hết. Và bây giờ 9 giờ 15 mình mới kết thúc cái môn học của mình. Bây giờ mình còn nửa tiếng đồng hồ thì các bạn có thể hỏi hoặc là trao đổi gì đó thoải mái nha. Còn bây giờ thì thầy sẽ tắt cái phần lưu. Thầy tắt cái phần lưu lại để mà thầy download clip về thầy gửi lên YouTube cho mấy em. Mấy em ráng coi lại nha. Ráng coi lại. Những đặc biệt là những bạn mà không đi học được, ráng coi lại. Thì còn từ đây tới 9 giờ 15 thì mấy em có bất cứ câu hỏi nào thì cứ hỏi thầy. Còn nếu mà không có câu hỏi nào thì thầy sẽ ngồi đây thì chờ mấy em. Nha. Hoặc là bây giờ mấy em bắt đầu làm đi, bắt đầu làm, có bất cứ cái trục trặc gì thì bắt đầu xem màn hình hỏi thầy. Còn ai mệt quá, đói bụng quá mà không thể học được thì cứ ra ngoài ăn uống này nữa.